tâm lý học cấu trúc, mà cái người mà đưa ra cái trường phái tâm lý học cấu trúc này ấy, là Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt đồng thời cũng là cha đẻ, cũng là ông tổ của ngành tâm lý học. Wilhelm Wundt cùng với học trò của mình ấy là Tichenor, hai người đã đưa ra cái lý thuyết cấu trúc, và lý thuyết cấu trúc này ấy, kéo theo rất nhiều nhiều người ủng hộ. Và trong cái lý thuyết cấu trúc thì đầu tiên ấy, Wilhelm Wundt xác định rằng đối tượng nghiên cứu của tâm lý học là nghiên cứu về về nhận thức. Các em nhìn thấy ở trên cái slide của cô ấy, cô ghi là concept experience. Chúng ta dịch ra tiếng Việt ấy, có nghĩa là những cái trải nghiệm ý thức. Cái chữ ý thức, cái concept chúng ta dịch ra tiếng Việt ấy, là ý thức. Ý thức nó là cái tầng bậc cao nhất của sự nhận thức. Nhận thức thì chúng ta có thể chúng ta hình dung là nó có những tầng bậc. Tầng bậc cao nhất thì chúng ta gọi là ý thức, tiếng Anh là conscious, và cái tầng bậc thấp nhất thì chúng ta gọi là unconscious. Ngoài ra thì chúng ta còn có preconscious. Unconscious và preconscious ấy, thì thường trong giới tâm lý ấy, thì ta gọi chung là subconscious, hay là trong tiếng Việt ấy, thì chúng ta gọi chung nó là tiềm thức. Nếu mà nói về tiềm thức ấy, có nghĩa là chúng ta muốn bao gồm cả vô thức và tiền ý thức. Thì các nhà tâm lý học ấy, thì họ đều nghiên cứu về về cả tất cả các tầng bậc nhận thức của con người, các tầng bậc tâm thức, tầng bậc tâm trí của con người. Nhưng mà mỗi một trường phái, mỗi một lý thuyết ấy, thì họ lại có xu hướng họ họ nhấn mạnh vào cái tầng bậc nào. Thì ở đây cô đang nói về trường phái cấu trúc. Trường phái cấu trúc của Wilhelm Wundt ấy, thì ông có xu hướng ông nhấn mạnh concert. Concert có nghĩa là cái tầng bậc cao nhất. Khi mà chúng ta nhận thức thế giới xung quanh ấy, mà chúng ta nhận biết rất rõ về nó ấy, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấy gọi là tỉnh thức. Còn còn tiếng Anh ấy, ông Wilhelm Wundt ông gọi là conscious. Chúng ta dịch ra ấy, chúng ta gọi là ý thức. Cái thuật ngữ hiện đại ấy, thì chúng ta gọi đó là ý thức, hay là chúng ta gọi là conscious. Nhưng mà thời của Phật Thích Ca Mâu Ni ấy, thì gọi là sự tỉnh thức. Nghĩa là cái hoạt động tâm thức, hoạt động tâm trí của chúng ta ấy, nó có thể diễn ra ở nhiều tầng bậc khác nhau. Có những lúc thì nó diễn ra ở tầng bậc có ý thức, có những lúc thì nó diễn ra ở tầng bậc vô thức. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà cô đã giảng ấy, trong giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni ấy, thì Phật Thích Ca Mâu Ni nói là chỉ khi chúng ta tỉnh thức thì chúng ta mới có sự bình an. Có nghĩa là chúng ta cảm nhận được, chúng ta cảm nhận được những cái nó đang diễn ra ở hiện tại thì chúng ta mới bình an. Còn chúng ta đang ở hiện tại mà chúng ta không cảm nhận được, mà chúng ta lại cứ nhốt tâm thức, tâm trí của chúng ta ở cái tầng bậc vô thức. Ví dụ như là những quá khứ nó đã qua rồi mà chúng ta lại cứ cứ chôn chặt cái tâm thức, tâm trí của mình ở cái quá khứ, ở những cái dĩ vãng ấy, kể cả những cái dĩ vãng vui và những dĩ vãng buồn, khiến cho chúng ta không không cảm nhận được những cái trong hiện tại, những cái giây phút của hiện tại. Thì có nghĩa là ở cái thời khắc đó ấy, là chúng ta đang đang không tỉnh thức. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là đang mê mờ, còn chúng ta gọi đó là chúng ta đang đang ở trong cái tầng bậc vô thức. Khi mà chúng ta không tỉnh thức thì chúng ta không bình an, chúng ta không thưởng thức, không cảm nhận được, không thưởng thức, không kết nối được với hiện tại, mất cái kết nối với hiện tại và mất kết nối với cái cơ thể của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta các em tập thể thao ấy, mà các em cảm nhận được sự chuyển động của các nhóm cơ ấy, thì các em tập những cái động tác thể thao đó nó mới có hiệu quả. Còn khi mà chúng ta tập thể thao mà chúng ta không cảm nhận được các nhóm cơ thì
hoàn toàn không có hiệu quả, mà chúng ta cũng không không cảm thấy cái sự thư giãn nó đến với chúng ta. Những bạn nào mà tập thể thao thì chúng ta biết đấy, khi mà chúng ta tập thể thao mà chúng ta cảm nhận sự chuyển động của nhóm cơ, ví dụ các em tập cơ nào thì ví dụ cơ bụng, hay là chúng ta tập tập cơ lưng, hay là chúng ta tập cơ cơ vai, thì mỗi khi chúng ta tập từng cái cơ đó thì nó sẽ có những cái nhóm cơ nó hoạt động, và chúng ta cảm nhận được những cái nhóm cơ hoạt động đó, thì lúc đó ấy, chúng ta mới mới cảm thấy nó relax. Bạn nào tập thể thao thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ điều đó. Chúng ta có thể cảm nhận ở trên cơ thể, tôi gọi đó là chúng ta kết nối tâm với thân. Chúng ta có thể cảm nhận được những cái hiện tại xung quanh chúng ta ấy, thì tôi gọi là kết nối với hiện tại, mà trong tâm lý học ta gọi đó là mindfulness, cái thuật ngữ rất là quen thuộc. Còn tiếng Việt ấy, thì chúng ta gọi đó là chánh niệm. Thì khi mà chúng ta kết nối với hiện tại ấy, thì Phật Thích Ca Mâu Ni gọi đó là tỉnh thức. Còn bây giờ thì chúng ta gọi đó là ý thức. Ví dụ như các em ngồi công viên, các em ngắm mây, ngắm trời, ngắm sông nước, ngắm cỏ cây, ngắm hoa lá, ngắm chim bay bướm lượn, ngắm cá bơi tung tăng ở dưới hồ. Cái hiện tại nó đang diễn ra những cái cảnh tuyệt vời như vậy đó. Mà các em cảm nhận được hết tất cả những cái điều đó ấy, thì tôi gọi đó là ý thức. Đức Phật gọi đó là chúng ta tỉnh thức trong hiện tại. Chánh niệm trong hiện tại, chúng ta tỉnh thức ở trong trong giây phút hiện tại, trong cái thời điểm hiện tại. Chỉ khi đó ấy, thì chúng ta mới mới relax, và các cơ của chúng ta nó mới thả lỏng, và lúc đó não của chúng ta nó mới sản sinh ra những cái hormone, tôi gọi đó là dưỡng chất, tôi gọi đó là sinh tố rất có lợi cho cơ thể. Cho nên là Phật Thích Ca Mâu Ni á, khi nói về về trị liệu, khi nói về tâm lý thì Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói cả về về sự mê mờ, cũng có nói về sự tỉnh thức, nhưng mà chúng ta thấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhấn mạnh về tỉnh thức. Còn đây thì bây giờ tôi nói về về Wilhelm Wundt, thì Wilhelm Wundt ông cũng nói đề cập đến cả các tầng bậc, nhưng mà ông nhấn mạnh vào ý thức. Cái cách chúng ta gọi á, có thể chúng ta gọi là ý thức hay là tỉnh thức, thì nó cũng là cái một nghĩa đó thôi, nhưng mà tùy từng cái lịch sử, tùy từ cái thời gian thì chúng ta dùng từ, nhưng mà các em tôi giảng cái nội dung nó là như vậy. Hay là tôi lấy ví dụ các em uống cái gì, chúng ta uống một ly cà phê mà các em cảm nhận được cái vị của cà phê, cái vị, cái hương của cà phê, cái vị của cà phê, rồi các em cảm nhận được cái không gian xung quanh, chúng ta cảm nhận được cái không khí rất là lãng mạn của cái quán cà phê đó, chúng ta cảm nhận được, thì lúc đó cái sự thư giãn nó đến với các em. Có nghĩa là chúng ta uống cà phê, tôi gọi đó là trong tỉnh thức, hay là tôi gọi đó là có ý thức. Khi mà có ý thức thì chúng ta sẽ biết là mình uống cái gì. Mình uống đó là hiện tượng tâm lý, nhưng mà cái hiện tượng tâm lý có thể nó diễn ra ở trạng thái, ở cái tầng bậc ý thức, hoặc là có thể diễn ra ở tầng bậc vô thức. Uống nó là hiện tượng tâm lý, nhưng mà hiện tượng tâm lý đó có thể là ý thức, có thể là vô thức. Thì nếu mà chúng ta cảm nhận được vị cà phê, cái hương của cà phê, cái không gian của quán, không gian lãng mạn của quán, cái tiếng nhạc du dương, rồi những cái cảnh nó rất là tuyệt vời của cái hiện tại, của cái thời khắc đó, của cái không gian đó ấy, thì tôi gọi đó là ý thức. Còn nếu như các em uống cà phê mà chúng ta uống trong cái sự đau đớn của cái dĩ vãng đã qua, mà nó chưa hết cái đau đớn đó, của cái sự nuối tiếc, của những cái năm tháng đã qua, của cái chia tay với một người bạn, và cái người bạn đó không không với mình, không thành đôi thành cặp, mà mình vẫn cứ luyến tiếc, 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm trôi qua, thì mình sống không bằng chết. Bởi vì mình không bao giờ mình được thưởng thức cái hiện tại hết. Mình cứ nhốt mình ở trong quá khứ, mình sống không bằng chết. Mà cái hiện tại nó rất nhiều những cái tuyệt vời, nhưng mà mình ngồi đâu mình cũng cứ cứ
cứ bị nhốt ở trong cái quá khứ, thì Đức Phật gọi đó là chúng ta sống trong thất niệm. Hoặc là chúng ta ngồi uống cà phê mà chúng ta đầu chúng ta cứ điên đảo với cái sự thù oán, thì có nghĩa là chúng ta đang sống trong tà niệm, mà chúng ta không cảm nhận được được những cái trong hiện tại, với cái sự thật ở trong hiện tại, đó là cái vị của cà phê, cái hương của cà phê nó rất là tuyệt vời, cái không gian của quán nó rất là lãng mạn, nhưng mà chúng ta không cảm nhận được. Khi không cảm nhận được ý, thì không thể gọi là tỉnh thức. Khi không cảm nhận được thì tôi gọi không gọi đó là ý thức, không gọi đó là concert. Cái chữ concert và ý thức ý, nó chỉ để chỉ là chúng ta nhận biết rất rõ về thực tại. Thực tại xung quanh, về cái thời điểm đó, ở cái không gian đó, ngay chính cái thời hiện tại đó. Chỉ có khi đó ý, thì chúng ta mới mới có được cái sự thư giãn. Bản chất của sự thư giãn nó là như vậy. Nó điều cốt lõi của nó, nếu như ai mà muốn tìm được thư giãn thì chúng ta phải hiểu được về cái tỉnh thức, chúng hay là dân tâm lý chúng ta gọi là ý thức, hay là chúng ta còn dùng cái từ nữa là chánh niệm, có nghĩa là chúng ta ý thức rất rõ ở trong hiện tại. Khi mà các em ngắm một bông hoa thì đương nhiên là hình ảnh bông hoa nó tác động vào mắt chúng ta, và nó có để lại hình ảnh ở trên não của chúng ta. Cái hình ảnh đó chúng ta chỉ gọi nó là hình ảnh tâm lý thôi. Nhưng mà hình ảnh tâm lý đó có thể là có ý thức mà cũng có thể là vô thức. Khi mà chúng ta ngắm bông hoa ấy, mà chúng ta cảm nhận được, cảm nhận hết cái sự mềm mại và cái vẻ đẹp của nó, và chúng ta thích thích thú với cái bông hoa đó, chúng ta không nhốt mình ở trong quá khứ, kể cả những các quá khứ vui, quá khứ buồn, có khi quá khứ vui chúng ta vẫn tiếc nuối, chúng ta vẫn thèm những cái năm tháng đã qua, chúng ta được người ta tung hô, được người ta khen ngợi, được người ta vinh danh. Mà bây giờ 5 năm, 10 năm trôi qua, chúng ta không còn được trải nghiệm cái quá khứ, được tung hô, được vinh danh, được kẻ đưa người đón. Mà bây giờ chúng ta cứ thèm muốn cái trải nghiệm mà đã từng trải qua trong quá khứ. Mà lúc nào ngồi đâu chúng ta cũng thèm muốn cái trải nghiệm đó, khiến cho chúng ta không còn thưởng thức những cái nó đang trong hiện tại, chúng ta không cảm nhận được những cái trong hiện tại. Thì tôi gọi đó là trong chúng ta ngắm hoa mà ngắm trong vô thức, hay là Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là chúng ta ngắm trong thất niệm, hay là ngắm trong tà niệm. Tôi nói về về sự khác nhau giữa giữa ba tầng bậc của tâm thức, hay là tôi gọi đó là ba tầng bậc của nhận thức mà chúng ta trong tâm lý, trong giới tâm lý, thì chúng ta thấy là có những nhà tâm lý thì họ họ trong cái lý thuyết của họ thì họ có xu hướng họ rất là nhấn mạnh về ý thức. Thì trong trong số đó thì tôi muốn giới thiệu ở đây đó chính là ông Wayne Grudem Vun, và xíu nữa thì tôi cũng giới thiệu luôn là William James. William James thì cũng có xu hướng là nhấn mạnh cái ý thức. Và Wilhelm Wundt thì ông nói là tâm lý học là khoa học nghiên cứu concept experience, nghiên cứu về nhận thức, nhưng mà ông nhấn mạnh là nghiên cứu về về nhận những cái mà chúng ta nhận biết rất là rõ ràng, nhận biết thực tại như nó là. Thì lúc đó cái điều mà chúng ta nhận biết thực tại như nó là nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta sống trong thực tại, chúng ta sống trong thế giới này mà chúng ta không nhìn biết thế giới xung quanh như nó là thì rất là nguy hiểm. Chúng ta cần biết thế giới xung quanh như nó là. Đấy là ý nghĩa vì sao mà Wilhelm Wundt ông luôn luôn nhấn mạnh ý thức. Nhưng mà lát nữa thì cô lại giới thiệu cái lý do vì sao Sigmund Freud ông cũng nghiên cứu các tầng bậc của tâm thức. Nhưng mà Sigmund Freud ông lại rất là nhấn mạnh cái unconcert và cái preconcert. Nó cũng có lý do của nó. Tại vì unconcert với preconcert vô cùng quan trọng. Nhưng mà nói đến đâu thì tôi sẽ đề cập đến đó. Bây giờ thì cô đang nói về vô thức, à về ý thức, cho nên cô chưa nói về vô thức vội. Lát nữa khi mà cô nói về Sigmund Freud thì cô sẽ nói cái vai trò của vô thức, của tiền ý thức.
Còn bây giờ thì cô tạm thời cô gác lại, cô chưa nói vai trò của vô thức và tiền ý thức, mà cô mới nói vai trò của ý thức thôi. Cái vai trò của ý thức thì chúng ta đã nói suốt từ từ đầu đến giờ, từ cái buổi đầu cô gặp gỡ các em ấy, là cô nói rất rõ rất nhiều về thiền. Khi mà nói về thiền ấy thì nhấn mạnh về tỉnh thức, về tuệ giác, có nghĩa là cái sự ý thức của chúng ta đấy, trong tâm thức của chúng ta ấy, thì khi mà chúng ta ở cái trạng thái ý thức thì nó rất là lợi cho sức khỏe của chúng ta. Kể cả những người không hề biết về tâm lý, kể cả những người không hề biết về thiền, nhưng mà chúng ta làm bất cứ việc gì á, chúng ta đều 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 trọn vẹn với nó và chúng ta đều cảm nhận được, thì lúc đó cái sự thư giãn nó đến. Kể cả chúng ta ngồi ngồi chơi, ngồi thư giãn mà chúng ta cảm nhận được, chúng ta trọn vẹn với cái điều đó, thì cái sự thư giãn nó đến chúng ta. Kể cả các bạn nữ mà nấu ăn ấy, các bạn khi mà các bạn vào nếp bếp nấu ăn ấy, mà các bạn trọn vẹn với những cái giây phút mà các bạn nấu ăn, trọn vẹn với tất cả những cái món mà các bạn nấu ăn, thì lúc đó cái việc nấu ăn đối với các bạn ấy, nó không phải là phải nấu ăn, mà các bạn được nghỉ ngơi trong nấu ăn, tức là các bạn được thư giãn trong nấu ăn. Các bạn đừng có nói là để tôi nấu ăn xong rồi tôi nghỉ ngơi, không, chúng ta hãy thư giãn ngay trong lúc nấu ăn. Chúng ta chỉ thư giãn trong lúc nấu ăn khi mà chúng ta trọn vẹn với cái thời khắc đó, chúng ta cảm nhận được cái điều đó, chúng ta thưởng thức với điều đó, chúng ta cảm nhận, chúng ta trọn vẹn, chúng ta thích thú với từng cái món ăn chúng ta nấu, có nghĩa là chúng ta đang đang thư giãn với việc nấu ăn, chứ không phải chờ nấu ăn xong mới nghỉ ngơi. Kể cả bảo là để tôi học xong rồi tôi nghỉ, không, ngay cả khi mà các em ngồi học, các em cũng có thể tìm được thư giãn mà, chứ không phải chờ học xong chúng ta mới nghỉ ngơi, không, ngay cả lúc các em ngồi học, các em cũng có thể thư giãn, cũng có thể được nghỉ ngơi, có nghĩa là chúng ta trọn vẹn với việc học, chúng ta thích thú với việc học. À, chúng ta hứng thú với việc học, chúng ta bay bổng với việc học và chúng ta cảm thấy rất là phiêu linh ở trong trong từng cái kiến thức, có nghĩa là chúng ta đang thư giãn với nó. Mọi trong cuộc sống hàng ngày chúng ta làm cái gì, chúng ta hãy hãy trọn vẹn việc với cái đó, hoặc là chúng ta sống với ai, chúng ta trọn vẹn với người đó, có nghĩa là chúng ta tìm được cái thời khắc bình yên. Chúng ta đem lại cái sự thoải mái cho mình, chúng ta không trông chờ vào ai đem lại sự thoải mái cho mình, mà chính mình đem lại sự thoải mái cho mình. Chỉ có như vậy á thì chúng ta mới mới cái đó là cái mà tự mình đem lại phần thưởng cho não của mình. Chỉ có khi đó thì não của chúng ta nó mới được phần thưởng, tại vì khi chúng ta tìm được sự thư giãn thì não của chúng ta nó sẽ sản sinh ra rất nhiều những cái hormone có lợi, hay tôi gọi đó là sinh tố, những cái dưỡng chất này nó rất cần thiết cho não, chứ không phải là đợi các em phải bỏ ra rất nhiều tiền để chúng ta mua những cái thứ thuốc đắt tiền, không. Não của chúng ta nó có khả năng sản sinh ra những cái nó tôi ví nó như là một cái nhà máy sản xuất hóa chất, nó như là một cái nhà máy sản xuất dược, bản thân nó có thể sản sinh ra những cái hormone rất có lợi cho chính sức khỏe của chúng ta. Mà nếu như chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phải thật là giàu, chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tiền để chúng ta mua những cái thuốc rất là đắt tiền, không ai có thể có kinh tế để mua được những cái thuốc đó, chỉ có mình mới có đủ tiền để mình mua những cái thuốc đó để bồi bổ cho não cơ thể. Đấy là cái sự 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 hiểu nhầm rất là đáng tiếc, bởi vì chúng ta đừng trông chờ vào bất cứ loại thuốc nào, không có cái loại thuốc nào nó tốt bằng tự nhiên do não của chúng ta. Do não của chúng ta, khi não của chúng ta nó được bình an, nó được thư giãn, thì não của chúng ta nó sẽ sản sinh ra những cái hormone nó rất có lợi. Còn nếu mà chúng ta cứ làm cho chúng ta luôn luôn phải sống trong đau khổ, sống trong nuối tiếc, sống trong lầy lội ở trong những cái quá khứ, hoặc là tiếc nuối ở những cái vinh danh của cái quá khứ ấy. Chúng ta không thưởng thức được những cái hiện tại ấy, mà rồi cuối cùng ấy là chúng ta cứ thấy cái cuộc đời này sao mà nó trầm luân bể khổ, và chúng ta phải mua thuốc để chúng ta bồi bổ cho não, thì lúc đó chúng ta dập tắt cái khả năng sản sinh ra những cái
những cái dưỡng chất vốn đấy là vốn cái khả năng vốn có của não, mà bây giờ chúng ta lại 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 chúng ta lại không hiểu cái cơ chế của não, mà chúng ta lại chỉ có đi mua thuốc để chúng ta bồi dưỡng sức khỏe, bồi dưỡng cho não. Đấy là một cái sự hiểu lầm đáng tiếc. À, vừa rồi tôi nói rất là nhiều, tất cả những cái điều tôi nói ấy, cuối cùng nó cũng chỉ nhắm vào một ý, đó là vai trò của ý thức, vai trò của cái trải nghiệm ý thức, cái điều mà Wilhelm Wundt ông gọi là concert experience. Đấy là lý do vì sao mà Wilhelm Wundt ông nói là đối tượng của việc nghiên cứu ấy, là mặc dù là ông nghiên cứu về về các tầng bậc của tâm thức, nhưng mà ông lại nhấn mạnh về về cái tầng bậc cao nhất, đó là concert experience, ý thức. Và toàn bộ cái lý thuyết cấu trúc của Wilhelm Wundt, toàn bộ cái lý thuyết cấu trúc của Wilhelm Wundt thì cái lý thuyết của Wilhelm Wundt thì ông chỉ cái lý thuyết đó chỉ đề cập đến đến tâm thức, đến tâm trí, hay chúng ta gọi là nhận thức, các quá trình nhận thức. Ông không những đề cập đến cái tầng bậc của nhận thức mà ông còn đề cập đến các quá trình của nhận thức. Nhờ các quá trình của nhận thức thì nó gồm có cái quá trình cảm tính, nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Cái điều mà các em cũng nghĩ là các em vừa học xong trong tâm lý đại cương. Và trong nhận thức cảm tính ấy, thì nó gồm có cảm giác, tri giác. Còn trong nhận thức lý tính ấy, thì nó gồm có tư duy và tư duy sáng tạo, có nghĩa là tư duy mà chúng ta có tưởng tượng. Tưởng tượng nó là một cái khả năng mà chỉ có ở con người thôi, mà ở động vật nó không có khả năng tưởng tượng. Chính vì cái khả năng tưởng tượng chỉ có ở con người cho nên là con người mới có khả năng sáng tạo. Động vật không có khả năng sáng tạo. Con người thấy chim bay trên trời, con người hình dung đến một ngày nào đó mình có thể bay trên 9 tầng mây. Và con người đã sáng tạo ra ra cái, những cái thiết bị mà có thể nâng nâng con người lên 9 tầng mây, đó là máy bay. Hay là con người chúng ta tưởng tượng và chúng ta sáng tạo để chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của mình và của người thân của mình ở rất là xa xôi, ví dụ như ở châu Âu, ở Mỹ chẳng hạn, ngay trong thời điểm này. Mà động vật không làm được cái điều đó thì tôi gọi đó là tư duy sáng tạo. Thì Wilhelm Wundt ấy, thì ông nghiên cứu về về nhận thức, về về các mức độ của nhận thức. Tất cả những cái điều đó ông gọi đó là cấu trúc của nhận thức. Cấu trúc của nhận thức thì nó gồm có các mức độ của nhận thức, các tầng bậc của nhận thức. Tất cả những cái điều đó nó thể hiện trong cái lý thuyết structuralism. Cái người đầu tiên ấy, nghiên cứu một cách có hệ thống về nhận thức với lý thuyết structuralism đó là Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt cùng với học trò của mình là tên là Titchener. Và sau đây thì cô nói tiếp cái công của Wilhelm Wundt. Cô hỏi các em một câu hỏi là một cái ngành khoa học ấy, một cái lĩnh vực, một cái ngành mà được được thế giới công nhận là khoa học ấy, thì nó phải có những tiêu chí nào các em? Các em nào biết không? Mà Wilhelm Wundt ấy, thì ông đảm bảo được cả bốn tiêu chí đó, cho nên là người ta gọi là ông có công cho sự ra đời của ngành tâm lý học. Ông có công cho sự ra đời của ngành tâm lý học. Và người ta đồng thời người ta cũng gọi ông là cha đẻ của tâm lý học. Có bạn nào biết không? Alo? Các em nào biết không? Một cái lĩnh vực, tại vì là các em biết là cái thời cổ đại mà cô đã giảng cho các em ấy thì chưa có khoa học ha. Mà bắt đầu từ từ thời kỳ phục hưng trở đi á thì bắt đầu dần dần ra đời các ngành khoa học. Có những ngành khoa học ra đời rất là sớm. Ví dụ như tiến hóa học, sinh học, y học, di truyền học, toán học, vật lý học. Nhưng mà không phải tự dưng mà nó được công nhận là khoa học, không phải tự dưng mà nó ra đời, mà nó ra đời ấy, nó phải đảm bảo các tiêu chí. Tôi có thể nói
rất nhiều tiêu chí, nhưng mà tôi có thể nói một cách ngắn gọn là bốn tiêu chí. Nhưng mà tâm lý học của chúng ta ấy, trong suốt thế kỷ thứ 14, 15, 16, 17, 18 ấy, chúng ta vẫn chưa đảm bảo được bốn tiêu chí đó. Mà đến bây giờ ấy, thì đến năm 1879 thì chúng ta mới đảm bảo được bốn tiêu chí đó. Mà người có công ấy đảm bảo được bốn tiêu chí đó ấy, đó là Wilhelm Wundt ha. Cô xem bạn bạn Minh Thanh tương tác với cô. Minh Thanh nói với cô là thứ nhất là Minh Thanh nói là thứ nhất là có đối tượng nghiên cứu, thứ hai là có phương pháp nghiên cứu. Đảm bảo là một cái ngành khoa học là phải xác định được đối tượng nghiên cứu. Thì bây giờ ông Wilhelm Wundt ông xác định là đối tượng tâm lý, đối tượng nghiên cứu của cái lĩnh vực tâm lý là nghiên cứu về nhận thức, chứ chúng ta không có mơ hồ, chúng ta không có lẫn lộn. Ví dụ như là trước năm 1879 ấy, thì những cái công trình nghiên cứu về hệ tiêu hóa, mà đối tượng là nghiên cứu về hệ tiêu hóa, mà rồi cuối cùng nó cho ra những cái lý thuyết rất có giá trị về tâm lý. Mặc dù những cái lý thuyết rất có giá trị về tâm lý như là lý thuyết về hành vi không điều kiện và hành vi có điều kiện của Pavlov ấy, mặc dù ra đời và nó có giá trị đến ngày nay người ta vẫn sử dụng, rất có giá trị, nhưng mà giới khoa học họ vẫn không công nhận cái lĩnh vực tâm lý học nó là khoa học. Bởi vì cái việc nghiên cứu nó chưa 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 xác định được đối tượng đặc thù. Hoặc là có những cái công trình nghiên cứu về 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 thần kinh và não bộ mà cuối cùng ấy là tìm ra được cái chức những cái gọi là những cái mối tương quan giữa tâm lý với những cái chức năng của não. Nhưng mà đối tượng lại không phải là đối tượng nghiên cứu đặc thù của tâm lý. Ví dụ như là kết quả nghiên cứu của Joseph Gall, hay là nghiên cứu về tìm hiểu của giống loài mà cuối cùng lại giải thích về sự hình thành và phát triển tâm lý của con người với tư cách là chủng loại. Và cái lý thuyết đó vẫn còn rất là cập nhật cho đến ngày nay đấy. Đó là một thời gian dài chúng ta có rất nhiều lý thuyết có giá trị về tâm lý nhưng mà vẫn không được công nhận có khoa học tâm lý, bởi vì chúng ta chưa xác định được đối tượng nghiên cứu đặc thù. Thì bây giờ bạn Minh Thanh bạn nói là cái tiêu chí thứ nhất đó là phải xác định được đối tượng nghiên cứu, thì bây giờ ông Wilhelm Wundt ấy ông xác định là đối tượng nghiên cứu của tâm lý học là nghiên cứu về về nhận thức. Và khi mà ông xác định như vậy thì chúng ta sẽ thấy là trường phái chức năng ra đời cũng nghiên cứu về nhận thức, trường phái phân tâm ra đời cũng nghiên cứu về nhận thức, trường phái Gestalt ra đời cũng nghiên cứu về nhận thức. Và các lý thuyết sau này của chúng ta nói gì thì nói thì chúng ta cũng vẫn nghiên cứu về nhận thức, tại vì chúng ta biết là nhận thức nó rất là quan trọng. Mọi cái sự bất thường về hành vi á, nó là những cái triệu chứng, nhưng mà cái gốc nó là vấn đề nhận thức. Mà chúng ta không thể chữa triệu chứng các em ạ, chữa gốc. Ví dụ như một người ngứa, cái triệu chứng của họ là ngứa, chúng ta không thể chữa cái triệu chứng ngứa, trong khi đó cái gốc ấy nó là gan yếu, hoặc là gan bị tổn thương. Chúng ta phải chữa là chữa từ cái gốc. Một người có hành vi rất là bất thường, chúng ta không thể chỉ chữa cái triệu chứng đó, mà cái gốc nó là vấn đề nhận thức. Kể cả những cái cảm xúc của chúng ta cũng vậy. Có những cái vấn đề về cảm xúc, có những cái rối loạn về cảm xúc, thì cái gốc nó là nhận thức. Nhận thức nó vô cùng quan trọng. Cho nên là tâm lý học phải xác định rõ đối tượng. Thì ông Wilhelm Wundt được coi là cha đẻ của tâm lý học, được coi là ông tổ của ngành tâm lý học, là người rất là quan trọng trong trong tâm lý học. Chúng ta đâu có phải là Wilhelm Wundt là người mà có công đâu, nhiều nhiều người có công lắm, rất nhiều người có công đối với tâm lý học khi mà đã kể đến. Thế nhưng mà tại sao người, trong vô số người có công thì chúng ta lại nói ông là cha đẻ, ông là ông tổ của ngành tâm lý học, bởi vì ông xác định được bốn cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là bạn Minh Thanh nói là xác định được đối tượng nghiên cứu.
Cái thứ hai nữa là bạn Minh Thanh nói là có phương pháp nghiên cứu. Cái phương pháp nó quan trọng lắm các em ạ. Cái phương pháp ấy là khi mà chúng ta có phương pháp đúng ấy, thì chúng ta mới chứng minh được. Chúng ta mới đưa ra lý lẽ. Tại vì tôi nói là chúng ta đang phải đi đến sự thật mà. Mà trước khi mà các khoa học ra đời thì chúng ta chỉ có đạo thôi. Đạo là con đường đi đến sự thật. Chúng ta gọi là đạo. Nhưng mà sau này vào cái thời kỳ phục hưng ấy, thì tất cả mọi con đường đi đến sự thật đều phải được chứng minh. Nếu mà cái con đường đi đến sự thật mà được chứng minh ấy, thì người ta gọi đó là khoa học. Thì cái vấn đề chứng minh ấy, cái quan trọng là chúng ta chứng minh như thế nào. Chúng ta chứng minh, người ta phải xem cái sự chứng minh đó nó có khách quan hay không, nó có tin cậy hay không. Tôi gọi đó là nó phụ thuộc vào phương pháp. Cái phương pháp nó phải thể hiện được cái sự khách quan và cái sự tin cậy để chúng ta chứng minh. Ví dụ như trong tâm lý học ấy, như tôi vừa nói ấy, tôi nói là mọi cái sự bất thường về hành vi nó đều do nguyên nhân từ nhận thức. Mọi sự rối loạn về cảm xúc nó đều do nguyên nhân về nhận thức. Đấy là sự thật. Nhưng mà chúng ta nói bằng cách nào để anh biết sự thật đó? Thì bây giờ mình phải chứng minh. Nhưng mà không phải cứ thích chứng minh là chứng minh, mà chúng ta phải có phương pháp. Mà cái phương pháp này ấy, nó phải mang tính thuyết phục. Cái phương pháp này ấy, nó phải có tính khách quan và nó có tin cậy. Chúng ta phải đưa ra lý lẽ. Nói đến phương pháp là nói đến đến cái bằng chứng, nói đến phương pháp là nói đến lý lẽ. Đáng sợ nhất là chúng ta biết là cái lịch sử loài người có những cái thời kỳ mà người ta không cần lý lẽ nữa. Người ta chỉ áp đặt thôi. Nói chân lý là chân lý, nói trái đất là trung tâm, trái đất là mặt phẳng, trái đất là đứng im. Nói sao thì phải nghe như vậy, không lý lẽ, không giải thích gì hết. Mà cái thời nào mà chúng ta không có dùng lý lẽ, đó là cái thời kỳ mà lịch sử loài người đi xuống đấy. Thì cái thời kỳ trung cổ ấy, là con người không dùng lý lẽ. Còn bây giờ ấy, thì chúng ta phải phải chứng minh và phải dùng lý lẽ. Đó chính là lý do về tôi gọi đó là phương pháp. Và Wilhelm Wundt ấy, thì ông xác định về phương pháp nghiên cứu, nhưng mà đương nhiên là trong cuộc đời của ông ấy, thì ông có hai hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu ấy, thì ông xác định đối tượng cái phương pháp nghiên cứu của tâm lý học ấy, là phương pháp introspection. Cái phương pháp introspection, hay tôi gọi đó là phương pháp quan sát nội tâm, tức là chỉ có ai thì mới biết được trải nghiệm của mình. Còn người khác muốn biết được ấy, thì họ cũng phải trải nghiệm qua những cái hoàn cảnh y như mình đã trải nghiệm thì họ mới có thể thông cảm, đồng cảm với mình. Thì cái phương pháp đó gọi là phương pháp introspection. Nhưng mà đến cái nửa sau của cái sự nghiệp của Wilhelm Wundt ấy, thì ông đi về cái phương pháp thực nghiệm. Cái phương pháp thực nghiệm. Cái phương pháp thực nghiệm nó khác với các phương pháp nào, khác ở chỗ nào, tại sao cái chữ thực nghiệm nó là sao hả các em? Và kể từ khi mà ông xác định cái phương pháp thực nghiệm là phương pháp rất quan trọng, là phương pháp đặc thù đấy. Nhưng mà đương nhiên ấy, tôi mở ngoặc ấy, không có nghĩa là chỉ có một phương pháp ha. Khoa học nào cũng phải sử dụng nhiều phương pháp, cũng như tâm lý học của chúng ta có phải sử dụng nhiều phương pháp. Cũng như thợ xây ấy, họ không phải chỉ dùng một cái công cụ mà họ phải dùng nhiều công cụ. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể dùng một phương pháp mà chúng ta phải dùng dùng nhiều nhiều những phương pháp. Thì cái thực nghiệm nó là một trong trong nhiều phương pháp, nhưng mà nó là phương pháp rất quan trọng. Nó là phương pháp đặc thù của tâm lý học. Và Wilhelm Wundt ấy, thì ông xác định là đối tượng của tâm lý học ấy là à quên phương pháp của tâm lý học, phương pháp đặc thù của tâm lý học là phương pháp thực nghiệm. Và hơn thế nữa ấy, ông còn xây dựng cái phòng thực nghiệm về tâm của tâm lý học.
ở tại trường đại học Leipzig của Đức, đặt ngay chính tại thành phố Leipzig của Đức. Và khi cái phòng thực nghiệm đó nó ra đời ấy, thì nó thu hút được rất nhiều người mà yêu thích tâm lý học, tâm đắc với tâm lý học, đam mê với tâm lý học ở khắp nơi trên thế giới, kéo tới đó để cùng nhau, để hỗ trợ nhau, để đồng hành với nhau, để nghiên cứu, để phát triển cái ngành tâm lý học. Và cái lĩnh vực thực nghiệm tâm lý học ấy, nó rất phát triển từ đó. Và đây cũng là cái phương pháp đặc thù, đấy là góp phần để tạo ra cái tiêu chí thứ hai đấy. Các em có biết cái phương pháp thực nghiệm nó khác với phương pháp khác là chỗ nào không? Trước khi cô hỏi các em câu hỏi này thì bạn bạn Thanh Phương vừa trả lời là có thêm nhiệm vụ nghiên cứu. Cô cảm ơn Thanh Phương ha. Nhưng mà bây giờ cô quay trở lại với cái mà cô đang nói dở đấy. Thì có em nào biết không? Các em nào biết không? Alo. Cái phương pháp thực nghiệm. Thực nghiệm trong tâm lý học, thực nghiệm trong giáo dục, thực nghiệm trong kể cả trong nghiên cứu về về sinh học, kể cả trong trong nông nghiệp ấy. Cái thực nghiệm nó khác với cái phương pháp khảo sát. Ví dụ như là điều tra khảo sát thì nó sẽ khác với phương pháp thực nghiệm. Ví dụ như là chúng ta cô nói là người ta nói rằng à các em tôi lấy ví dụ về một cái thực tế chẳng hạn như khảo sát về chất lượng học tập của học sinh ha khi mà khảo sát ấy, thì chúng ta dùng cái phương pháp điều tra khảo sát. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về chất lượng học tập của sinh viên nó phụ thuộc vào vào cái cách dạy học của giáo viên. Thì khi mà chúng ta nói rằng chất lượng học tập của học sinh ấy, nó phụ thuộc vào cái cách dạy của giáo viên ấy, thì lúc đó chúng ta lại phải dùng đến thực nghiệm. Cái thực nghiệm nó khác với điều tra khảo sát nó ở chỗ nào các em? Các bạn nào biết không? Cô nói luôn là tôi lấy ví dụ như này. Tôi lấy ví dụ một cái lĩnh vực nó nằm ngoài ngoài tâm lý học của chúng ta ha. Nó là cái lĩnh vực thuộc về về sinh chẳng hạn, về nông nghiệp. Cô xin lỗi các em, cái máy của cô nó gần hết pin, để cô nối lại pin. À, cô bật. Tay cô nó đau quá. Cô nói tiếp này. Ví dụ như người ta mới nói là một cái phân hóa học, lấy ví dụ là phân hóa học Z, mang tên là Z ha. Nó là cái phân hóa học đó nó đem lại chất lượng rất là cao cho cây trồng. Nó đem lại sản lượng rất là cao cho cây trồng. Đấy là sự thật ha. Thế nhưng mà cô nói là đã là khoa học ấy, thì sự thật là phải chứng minh. Chứ không thể chỉ báo cáo ở trên hội nghị khoa học là cái cây trồng này ấy, là thu hoạch năm nay là được năm ngoái là mới có, chỉ có 3 tấn thôi. 3 tấn trái cây mà năm nay ấy là lên đến 10 tấn trái cây. Mà năm ngoái thì nó rất là chua, mà năm nay ấy, thì nó rất là ngọt. Chúng ta không thể dùng điều tra khảo sát như vậy được, mà lúc đó chúng ta phải chứng minh là nó là do cái loại phân Z. Mà khi mà chúng ta muốn muốn chứng minh cái mối tương quan ấy, giữa cái chất lượng và sản lượng của cây ấy, với cái loại phân bón này ấy, thì chúng ta phải dùng cái phương pháp thực nghiệm. Tại vì có nhiều người nói là cái chất lượng và cái sản lượng của cây ấy, nó là do, có thể là nó do nguồn đất, có thể là do nguồn nước, nó có thể là do cái khí hậu,
Thì lúc đó chúng ta phải thực nghiệm. Thực nghiệm có nghĩa là chúng ta sẽ có hai nhóm. Một nhóm cây ấy thì được được một nhóm cây ấy là được trồng bằng bạn nói bạn bạn Nguyệt Quỳnh, cô cảm ơn Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh nói là thực nghiệm khác với điều tra báo cáo ở chỗ thực nghiệm phải mang đi thí nghiệm thực hành trong đời sống. Đúng rồi, thí nghiệm có nghĩa là chúng ta phải có hai nhóm các em ạ, nghĩa là hai nhóm đó chúng ta phải có hai nhóm, một nhóm đối chứng, một nhóm phải có một nhóm đối chứng các em ạ, mang đi thí nghiệm thực nghiệm nhưng phải có một nhóm đối chứng, đấy là thực nghiệm đấy. Ví dụ như cái cây á, cả hai cái giống cây đó ấy, thì chúng ta nó đều giống nhau, cái hai cái giống cây đó ấy, là nó đều giống nhau ở cái chỗ là nguồn nước, cái khí hậu, người chăm bón, nhưng mà nó chỉ khác nhau là một nhóm cây ấy, thì được bón cái phân rét, còn nhóm cây kia không bón bằng cái phân rét. Thì lúc đó ấy, thì chúng ta mới kết luận là cái nhóm cây ấy, mà được bón bằng cái loại phân hóa học rét ấy, nó có chất lượng sản lượng cao ấy, là nguyên nhân là do cây. Còn nếu như chúng ta không có so sánh đối chứng ấy, thì người ta sẽ thấy, người ta sẽ bác chúng ta, người ta sẽ nói là ồ nó có cái chất lượng sản lượng cao ấy, là nó do đất, do nước, do người chăm bón. Cái chữ thực nghiệm ấy có nghĩa là chúng ta phải có cái so sánh đối chứng. Cũng giống như ông Hồ Ngọc Đại ấy, thì ông nói rằng chúng ta, cái dạy học của chúng ta là đi từ từ tư duy trực, tư duy trừu tượng, trước khi mà chúng ta, cái đứa bé nó phải phát triển tư duy trừu tượng trước hết, sau đó nó mới phát nó mới, 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 mới tiếp cận với các loại tư duy khác. Còn thông thường ấy, thì chúng ta, cái đứa trẻ thông thường của chúng ta ấy, thì thường là nó phát triển tư duy cụ thể, tư duy trực quan trước. Nhưng mà bây giờ ông Hồ Ngọc Đại ông nói rằng muốn phát triển tư duy của trẻ thì nó phải 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 phát triển tư duy trừu tượng trước, nó phải phải tiếp cận với những cái khái niệm trừu tượng, ví dụ như cao hơn, lớn hơn, nhiều hơn, ít hơn, và nó phải dùng những cái tình huống tư duy ngay trong cái cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là nó chỉ dùng cái trí nhớ. Thì ông nói rằng nếu như chúng ta mà dạy học theo cái cách như vậy ấy, thì cái đứa trẻ nó sẽ thông minh, nó sẽ thông minh hơn những đứa trẻ thường rất là nhiều. Thế nhưng mà làm sao để chứng minh cái điều đó? Mà muốn chứng minh điều đó ấy, thì phải dùng thực nghiệm. Và ông Hồ Ngọc Đại ấy, ông thực nghiệm có những cái năm tháng ông thực nghiệm là ông mở ra ở những cái thành phố lớn ấy, những cái trường thực nghiệm. Và ở những trường đó ấy, thì cái cách dạy của giáo viên ấy, các em đợi cô một xíu. Ở những cái trường thực nghiệm đó thì cái cách dạy của giáo viên ấy, cái cách dạy của giáo viên ấy cũng khác với cái cách dạy của các trường truyền thống bình thường. Và sau đó thì ông so sánh với cái sự thành đạt của những học sinh mà học ở trường thực nghiệm với học sinh ở cái trường truyền thống. Và nếu như học sinh của trường thực nghiệm ấy, mà được dạy từ 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 cái lớp 9 cho đến lớp 12, mà nó dạy theo theo cái phương pháp, theo cái lối dạy học, mà cái lối dạy học rất đặc biệt của ông Hồ Ngọc Đại ấy, mà nếu như mà nó rất là trưởng thành, mà nó cái khả năng tư duy của nó rất là tốt so với trường truyền thống, thì ông lúc đó ông mới kết luận rằng cái phương pháp, những cái phương pháp mà đang sử dụng ở trong các trường thực nghiệm là những cái phương pháp mà thực sự tuyệt vời. Thì đấy là tôi nói về cái chữ thực nghiệm đó. Thì thực ra cái thực nghiệm nó là trong tâm lý học của chúng ta ấy, thì chúng ta dùng rất 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 nhiều phương pháp,
Nhưng mà cái ngành tâm lý học của chúng ta, người ta gọi đó là cái ngành khoa học về thực nghiệm. Bạn Minh Thanh thì bạn vừa góp ý cho cô về cái tiêu chí của cái ngành, một ngành mà được công nhận là khoa học độc lập ấy, thì nó có đối tượng này, có phương pháp này, rồi bạn bạn Thanh Phương ấy thì có bổ sung là có thêm nhiệm vụ nghiên cứu. Ngoài ra thì còn nữa. Em đợi cùng. Ngoài ra thì còn hai tiêu chí nữa, đó là tiêu chí tiếp theo, đó là một cái ngành khoa học ấy mà nó muốn phát triển, mà nó được công nhận là ngành khoa học ấy, thì cái đội phải có đội ngũ chuyên nghiệp. Chứ còn chúng ta thấy là trước năm 1879 chúng ta chưa có các nhà tâm lý học chuyên nghiệp. Mà sao lại nó lại cái slide của cô nó lại biến đi đâu mất rồi. Các em chờ cô một xíu, cái slide cô tự dưng nó, cô đang giảng mà cái slide nó lại, cô nói tiếp nha. Cô đang giảng cái slide của cô nó lại mất, thành ra là bị gián đoạn một chút. Cái tiêu chí thứ ba đó, lúc nãy Minh Thanh với cả Thanh Phương ấy thì em có nói hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là đối tượng này, thứ hai là phương pháp và nhiệm vụ nghiên cứu này. Bây giờ cô bổ sung thêm tiêu chí thứ ba, đó là có đội ngũ những người nghiên cứu chuyên nghiệp. Các em sẽ thấy là trước trước năm 1879 ấy, chúng ta đâu có đội ngũ đâu. Chúng ta toàn những người ở các lĩnh vực khác, ví dụ như các ví dụ như là những người ngành triết, họ nghiên cứu về tâm lý này, những bác sĩ họ nghiên cứu về tâm lý này, hoặc là nhà tiến hóa nghiên cứu về tâm lý, ngay cả Jean Piaget rất là nổi tiếng đấy, các em học trong tâm lý phát triển ấy, ông đâu có phải nhà tâm lý đâu, ông là nhà sinh học mà, cho nên lý thuyết của ông nó có rất nhiều khiếm khuyết. Ông chỉ nhìn ông phân tích cái sự phát triển tâm lý ấy, dưới 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 cái góc cạnh của nhà sinh học thôi. Ông nói là từ 0 đến 2 tuổi thì trẻ có cái tư duy có cái tư duy gọi là cảm giác vận động. Từ 2 đến 7 tuổi ông gọi đó là tiền thao tác tư duy. Từ 7 cho đến 12 tuổi là tư duy cụ thể. Nhưng mà thực ra chúng ta sẽ thấy là có những đứa ấy, nó phát triển tư duy trừu tượng rất là sớm, chứ không phải chờ sau 12 tuổi. Tại vì cái sự phát triển tư duy á, nó còn liên quan đến nhiều những cái yếu tố khác lắm. Ví dụ như là nó sống được trong một cái gia đình, mà gia đình của nó là sống ở trong môi trường về toán học, nó được thường xuyên tiếp xúc với toán học. Rồi nó do những cái môi trường, do những cái giáo dục, do những cái giảng dạy, chứ nó đâu phải là cái sự phát triển tư duy của con người nó chỉ liên quan đơn thuần đến cái thể lý, đến cái sức khỏe, đến cái thể chất, đến cái gen, đến những cái cấu tạo sinh học của nó đâu. Nhưng mà ông Jean Piaget thì ông lại là nhà sinh học, mà ông không những nhà sinh học mà ông được những cái giải thưởng Nobel rất lớn về
về về sự biến dị của loại chim sẻ. Nhưng mà rồi cuối cùng ông nghiên cứu về về tâm lý học và ông rất thành đạt trong tâm lý học. Nhưng người ta đòi hỏi là cái ngành khoa học tâm lý của chúng ta ấy, cần phải có những người chuyên nghiệp, tiếng Anh người ta gọi là professional chứ không phải là amateur. Chứ không phải là dạng amateur. Mà trước năm 1879 thì rất nhiều người mặc dù là cống hiến cực kỳ có giá trị cho tâm lý học, ví dụ như là Pavlov này, ví dụ như là Darwin này, ví dụ như Joseph Gall này, vân vân. Nhưng mà họ đều không phải là nhà tâm lý. Thì đến bây giờ từ năm 1879 thì khi mà cái phòng thực nghiệm ra đời, mà cái phòng thực nghiệm này nó gây cái sự họ tò mò hứng thú của rất nhiều người yêu thích về tâm lý, và họ kéo đến cái phòng thí nghiệm này, phòng thực nghiệm này để họ cùng đồng hành, để họ nghiên cứu và cùng nhau phát triển tâm lý học. Và từ đó chúng ta bắt đầu phát triển được cái đội ngũ tâm lý học. Đấy là tiêu chí thứ ba. Và tiêu chí thứ tư mà các em chưa kể đến cho cô ấy, đó là một cái ngành khoa học mà muốn phát triển thì nó phải có một nền tảng lý luận, lý thuyết, hệ thống lý thuyết, lý luận. Mà chúng ta thấy là cái hệ thống lý thuyết lý luận của chúng ta ấy, nó đã có trước đó 2.500 năm rồi. Các em thấy lý thuyết, giáo lý của Đức Phật thật là tuyệt vời. Không những giáo lý của Đức Phật mà chúng ta thấy là những cái triết thuyết của các nhà triết học. Những cái triết thuyết đó, các em biết là triết học thì đi vào lĩnh vực, nhưng mà trong cái lĩnh vực mà các nhà triết học quan tâm nhiều nhất ấy, nó chính là lĩnh vực thuộc về con người, thuộc về về tâm thức, thuộc về tâm trí của con người. Cho nên là chúng ta đã có cả một cái thời gian chuẩn bị mà thời gian rất là dài, 2.500 năm, rồi kéo sang đến thời kỳ phục hưng ấy, cả mấy trăm năm, chúng ta có rất nhiều những cái công trình nghiên cứu về thần kinh não bộ, những cái công trình nghiên cứu về tiến hóa, những công trình nghiên cứu về di truyền. Đó là hệ thống lý thuyết tuyệt vời làm tiền đề cho chuẩn bị cho sự ra đời của tâm lý học. À, và ông Wilhelm Wundt, ông chính là người có công để đáp ứng được bốn cái tiêu chí đó. Và một cái mốc rất là đáng, tôi gọi đó là mốc vàng son và đáng đáng nhớ đấy, đó là năm 1879. Và cái nơi mà đáng nhớ đó là trường đại học Leipzig của Đức. À, đây là cái nơi ra đời và cái sự kiện, cái năm ra đời của cái ngành khoa học mà chúng ta đang các em đang theo đuổi. Và ông tổ của tâm lý học, cha đẻ của tâm lý học đó là một giáo sư triết học, một giáo sư về y học người Đức, tên là Wilhelm Wundt. Và ông cũng đồng thời là ông đưa ra cái lý thuyết đầu tiên của tâm lý học, đó là lý thuyết về nhận thức mang tên là structuralism, tôi gọi đó là cấu trúc nhận thức. Sau đây thì cô sẽ chuyển sang cái lý thuyết thứ hai, cái trường phái thứ hai. Cái lý thuyết này á, nó cũng kéo theo rất nhiều người ủng hộ, kéo theo rất nhiều trào lưu, rất nhiều phong trào, và nó tạo thành một trào lưu. Và cái lý thuyết này á, nó là nền tảng của tất cả mọi lý thuyết ngày nay, mọi lý thuyết tâm lý học hiện đại ngày nay. Cứ mọi lý thuyết tâm lý học hiện đại ngày nay á, đều dựa trên nền tảng lý thuyết này. Cho nên chúng ta thấy rằng ngày nay chúng ta không ít nói đến chữ functionalism, trường phái chức năng, mà cứ nói đến trường phái là các em thấy nghe nói ngay đến cái trường phái gọi là trường phái phân tâm, hành vi, hay là trường phái phân tâm, hành vi, hay là trường phái nhân văn. Mà chúng ta cứ thắc mắc là tại sao không không còn nghe nói đến trường phái chức năng nữa. Thì cô giải thích luôn là bởi vì tất cả mọi lý thuyết hiện đại ngày nay ấy, nó đều xây dựng trên nền tảng của cái những cái kiến thức của trường phái chức năng. Xíu nữa thì cô sẽ giải thích. Nó đều không nằm ngoài những cái kiến thức của trường phái chức năng, cho nên trường phái chức năng tuy rằng ngày nay không nhắc tới nữa nhưng mà nó là nền tảng của những tất cả những cái lý thuyết tâm lý học ngày nay. Tại vì con người chúng ta về tâm lý của chúng ta
Thường những người mà chúng ta gọi là rối loạn tâm lý hoặc là chúng ta gọi là bệnh về tâm lý là những người bị rối loạn chức năng và mất đi chức năng. Khi mà mất đi chức năng thì chúng ta gọi là bệnh. Còn khi mà chúng ta gặp rất nhiều, tôi gọi là khó khăn về tâm lý, hạn chế về mặt tâm lý, rào cản về mặt tâm lý, nhưng mà chúng ta vẫn không mất đi chức năng của mình thì không bao giờ tôi gọi đó là bệnh. Tôi ít sử dụng cái từ rối loạn và từ bệnh nhé. Mà tôi thường hay hay dùng cái từ là những cái hạn chế, những cái khó khăn về mặt tâm lý. Mà khi mà tôi gọi về bệnh ấy, là khi nào mà chúng ta mất đi chức năng. Cũng như trong đấy là tôi nói về tâm lý ha, còn nếu mà trong về thể chất của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có những cái hạn chế về thể chất nhưng mà chúng ta vẫn làm tốt tất cả các chức năng của chúng ta thì không gọi là bệnh. Ví dụ như chúng ta đau cái răng nhưng mà chúng ta cũng vẫn ăn được, chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, chúng ta vẫn ngủ được. Nhưng mà rồi từ từ cơ thể chúng ta đến khi mà nó khỏe lên ấy, thì nó lại áp cái những cái cơn đau của chúng ta và nó làm cho chúng ta tự lành bệnh. Chỉ khi nào mà chúng ta đau mà chúng ta nó kéo dài mà làm chúng ta mất đi chức năng ấy, thì lúc đó tôi mới gọi là bệnh. Cũng như là các em buồn, có những người buồn mà buồn đến mức độ trầm cảm ha, có những dấu hiệu như trầm cảm, nhưng mà khi mà trầm cảm thì nó đã là bệnh rồi, nhưng mà buồn thì ai mà chẳng buồn, buồn thối ruột thối gan, buồn tê tái, nhưng tôi vẫn không gọi nó là bệnh. Khi mà nó là mất đi chức năng của mình ấy, thì tôi mới gọi là bệnh. Ví dụ như buồn đến cái mức độ mà chúng ta không ngủ được, mất đi chức năng ngủ. Buồn đến cái mức độ mà chúng ta ăn quá nhiều, ăn chi thùng bất chi thình. Có những người ấy, buồn càng lên cân. Rối loạn ăn uống, rối loạn chức năng ăn uống, hoặc là có những người buồn ấy, bỏ ăn, suy nhược cơ thể. Đấy là mất đi chức năng. Thì lúc đó tôi gọi là bệnh. Hoặc là mất đi chức năng, nhiều chức năng lắm, ví dụ như chức năng học hành, chức năng giao tiếp. Có những người buồn thì không muốn giao tiếp với ai hết, đóng cửa 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng không giao tiếp nữa, mất hẳn chức năng giao tiếp, và từ từ ấy thì cũng bỏ làm luôn, không đi làm nữa, rồi từ từ ấy là lánh mặt người thân. Tôi gọi đó là bắt đầu bệnh. Cuộc sống của con người ấy, xét cho đến cùng ấy, là chúng ta phải trở về với chức năng bình thường của mình. Còn khi mà chúng ta không thực hiện được chức năng bình thường của mình ấy, thì đó là chúng ta đã bệnh. Và tâm lý học của chúng ta ấy, nó không phải, mặc dù chúng ta có nhiều lĩnh vực tâm lý lắm, kể cả lĩnh vực kể cả lĩnh vực trị liệu này, kể cả tham vấn trị liệu này, kể cả nhân sự này, nhiều lắm. Nhưng mà nhiều người cứ nghĩ là tâm lý là điều trị, tâm lý là chữa bệnh. Sai lầm, sai lầm. Không hề nhắm đến điều trị, không hề nhắm đến đến chữa bệnh đâu. Sai lầm. Mà tâm lý của chúng ta nhắm tới cái giúp cho con người chúng ta thực hiện tốt, có năng lực thực hiện tốt các chức năng của mình, chức năng sinh tồn, chức năng sống còn của chúng ta. Ví dụ như chức năng ngủ, chức năng ăn, chức năng sinh hoạt, chức năng giao tiếp. Tất cả những cái chức năng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là tâm lý học, nó là khoa học, là giúp cho chúng ta có năng lực thực hiện rất là tốt các chức năng của chúng ta. Chứ không, nó không phải có nhiệm vụ chữa bệnh. Khi mà đã bệnh rồi á, nó đã thay đổi về thể chất rồi á, thì lúc đó là nó liên quan đến thuốc, là lúc đó là phải có những người học về thuốc. Còn chúng ta là những người mà học về tâm lý á, là chúng ta hướng tới con người thực hiện có năng lực, có đầy đủ, tăng cường cái năng lực của con người, cái khả năng sinh tồn của con người, cái khả năng, chứ không phải là ví dụ như trong cái bài thi vừa rồi tôi hỏi có cái câu là tâm lý học là thứ nhất là giúp cho con người chúng ta nâng cao cái khả năng sinh tồn, giúp cho chúng ta sống có chất lượng, cuộc sống có chất lượng, vân vân ấy. Hoặc cái câu thứ hai là chống chọi lại với những cái
cảm xúc tiêu cực, cái thứ ba là chúng ta tìm ra cái cảm giác thoải mái, vân vân ấy. Thì cái tôi muốn các em trả lời cái câu câu đúng nhất, có nghĩa là cái câu đúng nhất nó sẽ đi vào bản chất cốt lõi của cái khoa học tâm lý. Cái khoa học tâm lý là giúp cho chúng ta nâng cao cái năng lực ở bên trong của chúng ta, tôi gọi là cái sức mạnh bên trong của chúng ta, cái kỹ năng bên trong của chúng ta. Ví dụ như cái người mà tự tử ấy, không phải là họ muốn tự tử đâu, con người chúng ta cái bản năng sinh tồn nó rất là mạnh. Muôn loài bản năng sinh tồn rất là mạnh, không có ai muốn tự tử hết. Nhưng mà những người tự tử ấy, là thường những người tự tử là người ta không có cái khả năng xử lý những cái cảm xúc mạnh của mình. Là những người mà không, họ không biết phải sống như thế nào thì họ mới đi tự tử, chứ còn thực ra không ai muốn tự tử hết. Nhưng họ không biết phải sống như thế nào, cái đời sống tâm hồn của họ rất là nghèo nàn, cái kỹ năng của họ rất là nghèo nàn, họ không biết phải sống như thế nào. Cái con người yếu đuối như vậy thì rất dễ bị trầm cảm, rất dễ bị tự tử. Mà tâm lý học của chúng ta không phải là chỉ để giúp cho con người ta chữa bệnh, mà trước cái tâm lý học của chúng ta là nhắm tới là giúp con người chúng ta có nâng cao cái năng lực của mình, cái khả năng của mình. Chúng ta phải biết cách sống như thế nào, sống thế nào cho vui, sống như thế nào cho bình yên. Ví dụ như cái trong cái câu trả lời của tôi ấy là tìm cái sự thoải mái. Có những người ấy, là cuộc sống của chúng ta tìm cái sự thoải mái. Chúng ta tìm cái sự thoải mái. Ví dụ như chúng ta cứ tìm những người nào người ta yêu thương mình, những người nào người ta chiều chuộng mình. Thì mà mình cứ muốn giữ người đó cho mình để mình tìm cái sự thoải mái, mà chúng ta giữ được người đó ấy, là chúng ta cũng vật vã lắm. Nào là chúng ta phải tốn kém rất nhiều tiền này. Chúng ta bỏ cả gia đình để chúng ta chiều chuộng người đó, chỉ để người đó tạo cho chúng ta thoải mái này. Rồi chúng ta hy sinh cả sự nghiệp của chúng ta để chúng ta làm vui lòng người đó, để người đó đem lại cho chúng ta hạnh phúc thoải mái này. Chúng ta tìm cái sự thoải mái. Không. Tâm lý học là khoa học giúp cho chúng ta nâng cao cái năng lực của chúng ta. Ví dụ như thiền là một cách. Thiền một làm cách. Không phải là chúng ta cứ phải phụ thuộc vào người khác chúng ta mới thoải mái. Mà cái thoải mái ấy, là nó là do chúng ta có cái năng lực, chúng ta có cái chúng ta biết như thế nào, biết sống như thế nào cho nó thoải mái, chứ không phải là cái thoải mái là chúng ta cứ phải chiều người khác, phải hy sinh. Chúng ta phải hy sinh, chúng ta phải bỏ hết tiền của mình, chúng ta bỏ hết cả sự nghiệp của mình, chúng ta hy sinh cả cuộc đời của mình để chúng ta chiều chuộng người đó mà chiều không nổi. Chỉ mong người đó mang lại sự thoải mái mà mình vẫn đau khổ. Có nghĩa là chúng ta đang rất yếu đuối. Mà tâm lý học là cái khoa học mà giúp cho chúng ta nâng cao cái năng lực, nâng cao cái power, cái sức mạnh bên trong. Chứ không phải là chờ đến khi bệnh chúng ta mới mới tâm lý học mới nhảy vào, mà tâm lý học là ngay từ đầu là giúp cho chúng ta có cái sức khỏe. Thì bây giờ tôi sẽ nói tiếp về 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 William James. William James ấy, ông là người được gọi là ông tổ của ngành tâm lý học ở Mỹ, là cha đẻ của tâm lý học ở Mỹ, ở riêng nước Mỹ, rất là nổi tiếng ở Mỹ, là một giáo sư tâm lý học người Mỹ. Và ông cũng là người cha đẻ của cái trường phái tâm lý học mà cũng nổi tiếng, đó là functionalism, trường phái chức năng. Và toàn bộ lý thuyết của William James ấy là ông kế thừa học thuyết của Charles Darwin. Nếu như không có học thuyết của Charles Darwin ấy, thì không có cái sự gợi ý cho William James đưa ra cái học thuyết của mình. Mà như hôm trước cô có giảng với các em ấy, là trong lý thuyết của Darwin ấy, Darwin thì rất là nổi tiếng, nhưng mà trong cái lý thuyết của Darwin ấy, thì đọng lại với tư cách là một một người dạy về tâm lý, thì cái lý thuyết của Darwin đọng lại cho tôi rất nhiều điều, nhưng mà trong đó có một cái điều mà đọng lại cho tôi, một cái bài học đọng cho tôi mà tôi nhớ, tôi phải nhớ, và tôi cũng 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 khi mà tôi giảng tôi cũng đưa cái bài giảng ấy. Cái bài học của Darwin ấy
đó là trong muôn loài, kể cả loài người, tất cả những cá thể nào mà thích nghi với môi trường hoàn cảnh xung quanh ấy, thì cá thể đó sẽ sống còn. Còn những cá thể nào mà không thích nghi nổi, không thích ứng nổi với môi trường hoàn cảnh xung quanh ấy, thì cá thể đó sẽ tự mình đào thải, hoặc là chết, hoặc là bị bệnh. Cho nên là muôn loài nó phải đấu tranh sinh tồn, phải đấu tranh sống còn. Và cái cuộc đấu tranh sinh tồn, cuộc đấu tranh sống còn ấy, đấu tranh ở đây không phải là chúng ta cứ phải chiến đấu rồi đầy mình máu me đâu. Cái chữ đấu tranh sinh tồn, đấu tranh sống còn ấy, có nghĩa là chúng ta, cái chữ đấu tranh nghe nó không ghê gớm đâu, mà nó là cái quá trình mà chúng ta một cách tự nhiên là chúng ta thích nghi, thích ứng. Chứ còn chúng ta dùng cái từ đấu tranh nghe nó có vẻ bạo lực quá, không, nó chính là cả một cái tiến trình chúng ta thích nghi, thích ứng. Thì Darwin ông gọi đó là sự đấu tranh sinh tồn, đấu tranh sống còn. Ví dụ như trong muôn loài ha, cái loài hoẵng, loài loài nai, loài sơn dương, nó đi theo bầy, theo đàn ấy, thì những cái con mà không thích nghi, thích ứng ấy, là những con mà chạy rất là chậm. Tại vì hươu hoẵng nai ấy, là nó chạy ở trong rừng ấy, là nó luôn luôn gặp thú dữ, thú rừng. Mà khi nó gặp thú dữ, ví dụ như sư tử, hổ báo ấy, mà nó lên cơn đói thì nó đuổi theo đoàn đàn hoẵng, đàn nai, và nó đuổi, đấy là cái mồi ngon. Và khi nó đuổi, nó rượt ấy, thì thường là những cái con nai, con hoẵng ấy, những con mà bị đào thải ra khỏi đàn ấy, thường là những con rất là yếu, những con rất là yếu, những con rất là chậm chạp, những con không khôn lanh, những con mà thường hay bỏ bầy, bỏ đàn. Những cái mà tôi vừa kể ra đó là đặc tính không thích nghi. Và cuối cùng ấy, nó chỉ giữ lại những cái cá thể mà có đặc tính thích nghi thôi. Hay là sống ở trên cây cũng vậy. Những cái con bọ mà nó màu đỏ, màu tím, màu vàng ấy, thì nó bị chim phát hiện, mắt chim thì tinh lắm. Và nó biến mất. Tôi gọi đó là màu tím, màu vàng, màu đỏ là đặc tính không thích nghi. Và cuối cùng ấy là chỉ giữ lại những con mà màu xanh giống y như màu lá cây ấy, hoặc là giống như màu thân cây ấy, thì tôi gọi đó là đặc tính thích nghi. Muôn loài nó đều phải thích nghi. Ở Bắc Cực, ở Nam Cực cũng vậy. Những con gấu nâu và gấu đen ấy cũng bị loại ra khỏi đàn. Và cuối cùng chỉ tồn tại những con gấu trắng, bởi vì cái loài gấu trắng ấy là nó có hai lớp lông thôi mà, và màu nó trắng, và nó đã nằm ở trên tuyết ấy, nhiều khi ấy, nó giống như là một đống tuyết, mà nó ở cái vùng đó nó có hai lớp lông, cho nên nó chịu đựng được cái khí hậu rất là lạnh, băng giá. Tôi gọi đó là đặc tính thích nghi. Muôn loài thì đều đều chi phối bởi cái quy luật, cái nguyên tắc. Tôi gọi đó là Darwin gọi đó là nguyên tắc chọn lọc tự nhiên. Muôn loài đều phải thích nghi, thích ứng, và con người chúng ta cũng phải thích nghi, thích ứng. Vậy thì cái câu mà các em có hỏi cô là thế nào là thích nghi, thích ứng không? Tại vì bữa hôm trước ấy, có một bạn hỏi cô là thế này có phải là thích nghi, thích ứng không? Ví dụ như là ở trong một tập thể, mình cứ mọi người sao ấy, mình vậy, đấy có phải là thích nghi, thích ứng không? Tôi nói không, đấy không phải là thích nghi, thích ứng. Trước khi nói về chuyện thích nghi, thích ứng thì chúng ta phải thống nhất với nhau về khái niệm. Chúng ta cứ phải theo theo thường là con người chúng ta ấy, là hay theo theo số đông. Chúng ta ở trong trong một cái tập thể, chúng ta ở trong một cộng đồng, chúng ta ở trong một xã hội ấy, thì chúng ta cứ thường theo số đông. Và khi mà theo số đông chúng ta gọi là thích nghi, thích ứng. Và khi theo số đông thì chúng ta cảm thấy an toàn. Và
bằng cái kinh nghiệm chúng ta thấy rằng những người mà nổi lên khỏi đám đông thì thường thiếu an toàn. Thì có bạn hỏi tôi đấy có phải là thích nghi thích ứng không? Tôi nói không. Bởi vì trong tâm lý học người ta chỉ ra rất nhiều những trường hợp là chúng ta theo số đông thì chúng ta theo số đông thì chúng ta có nhiều trường hợp nó là may rủi thôi. May rủi có nghĩa là năm ăn năm thua ha. Nhưng mà có nhiều trường hợp theo số đông là đi đến chỗ chết. Ví dụ như một đám cháy xảy ra mà cả số đông ấy chạy về bên trái, mình cũng chạy theo về bên trái trong khi đó cửa thoát hiểm về bên phải. Nhưng mà mình cứ nghĩ là số đông là an toàn. Mà cứ chạy theo số đông là mình cũng cảm thấy yên tâm hơn. Không, đừng có nghĩ là thích nghi thích ứng là theo số đông. Hoặc là trên cái con tàu Seoul Hàn Quốc ấy, các em, mấy trăm em nó mặc áo phao vào rồi. Nhưng mà con tàu nó bắt đầu nó chìm dần. Và không có em nào nó nhảy ra khỏi. Bởi vì các em cứ theo số đông và cứ nghĩ là theo số đông thì an toàn. Và cuối cùng là chết đến mấy trăm em. Tôi nói là không phải theo số đông là thích nghi thích ứng. Mà cái từ thích nghi thích ứng ở đây ấy, nó là gì? Nó cái thích từ thích nghi thích ứng ấy, ở đây cái khái niệm của tôi ấy, là nó có hai cái nó có hai cái ý. Ý thứ nhất là cái người nào là người thích nghi thích ứng. Người thích nghi thích ứng là người có khả năng đương đầu tốt với hoàn cảnh. Tôi nói là đương đầu chứ tôi không phải nói là chống chọi nhé. Không phải là đối đầu mà tôi gọi là đương đầu. Không phải là chúng ta đối đầu, không phải là chúng ta chống chọi mà tôi gọi nó là đương đầu. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy ở trong thực vật, trong động vật cũng vậy. Những cái loài thực vật nào mà có khả năng đương đầu tốt ấy, tôi gọi đó là thích nghi. Trong động vật cũng vậy, khả năng đương đầu tốt tôi gọi đó là thích nghi. Ví dụ như là trong thực vật, các em nhìn thấy có những cái cây ấy, nó mọc ở trên đá, mà trên đá các em thấy đá, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng đá đá như vậy thì làm sao mà cây sống nổi, thế mà có những cây ấy, nó sống nổi ở trên đá ấy. Những cái loài đó là cái loài đó rất phải mạnh mẽ. Có những loài không thể sống được trên đá mà cứ phải sống ở đất thật tơi, thật xốp. Nhưng mà chỉ cần một cơn gió qua là có thể đổ. Nhưng có những cây mà nó sống ở trên đá mà không có đất nó cũng sống, mà nước ngập nó cũng vẫn sống. Nó mạnh mẽ đến mức độ như vậy, tôi nói đấy là khả năng đương đầu tốt. Con người cũng vậy. Có những người ấy, bị tình phụ không quan trọng. Quan trọng đứng dậy làm lại cuộc đời. Cái đứa bé nó té rất là đau, cái chuyện té không quan trọng, quan trọng nó đứng dậy nó lại chơi tiếp. Có những người bị sa thải, bị mất việc không quan trọng, quan trọng đứng lên làm lại cuộc đời. Tất cả không phải là thất bại, thất bại không phải, không bao giờ thất bại, tất cả chỉ là sự thách thức. Không bao giờ thất bại làm cho họ quỵ ngã mà tất cả chỉ là thách thức. Những người như vậy tôi gọi đó là có khả năng thích nghi thích ứng tốt, tôi gọi đó là khả năng đương đầu. Trong thực vật cũng vậy, có những loại cây nó có khả năng đương đầu rất là tốt, nó mọc ở chỗ mà không có đất, chỉ có một cái kẽ nứt thôi, nó cũng mọc lên, mà nó mọc lên cái sức sống của nó rất là mạnh, kể cả ngập nó cũng không chết. Kể cả phong ba bão táp quật ngang quật tới nó cũng không không chết. Những cây đó nó rất là mạnh, tôi gọi đó là khả năng đương đầu, đấy là khả năng thích nghi. Con người chúng ta ấy, người có khả năng đương đầu thì Đức Phật hay là Lão Tử mà tôi đã dạy ấy, là những người rất là uyển chuyển, rất là linh hoạt, hoàn cảnh nào mình cũng sống được, mà Đức Phật gọi đó là tùy duyên. Tùy duyên, chúng ta được yêu thương thì chúng ta cảm ơn, mà không được yêu thương chúng ta vẫn thản nhiên bước đi. Chúng ta bị phụ bạc phụ tình, chúng ta vẫn thản nhiên bước đi, chúng ta sẽ sống theo cái kiểu khác, ta sẽ tìm những cái cách để chúng ta trở nên mạnh mẽ. Chúng ta sống nước lụt, chúng ta sẽ sống theo kiểu nước lụt, mà
mà hạn hán chúng ta cũng cũng tìm cách sống theo hạn hán. Người ta cấm chúng ta đi theo đường thẳng thì chúng ta đi theo đường vòng. Thì Đức Phật gọi đó là sống tùy duyên. Các em không xin được việc làm khi ra trường cũng không sao, các em lại tranh thủ cái thời gian chưa xin việc làm, các em đi học ngoại ngữ A, ngoại ngữ B, chúng ta học thêm một vài kỹ năng khác. Rồi đi khi mà đủ duyên rồi ấy, thì chúng ta xin việc làm. Chứ không phải là vì không xin được việc làm mà chúng ta suy sụp. Tôi gọi đó là khả năng đương đầu. Cái chữ đương đầu nó là như vậy. Tôi gọi đó là thích nghi. Và chỉ có những cá thể nào mà có khả năng thích nghi, cá thể đó mới sống còn. Những người mà tự tử ấy, là những người mà người ta không biết cách để sống. Tại vì cuộc sống nó nhiều những cái hoàn cảnh nó nghịch cảnh éo le lắm. Và cái cảm xúc của họ lúc đó nó quá mạnh. Có khi là họ rất là uất ức, có khi họ rất là thất vọng. Có khi họ họ rất là buồn chán, nhưng mà họ không có khả năng xử lý những cái cảm xúc của mình. Cho nên là thích nghi á. Cái chữ thích nghi tôi lại muốn nói ý thứ hai nữa là thích nghi là người có lối sống thỏa đáng về mặt cảm xúc. Đừng có thỏa đáng về cảm xúc có nghĩa là chúng ta đừng đừng đẩy cảm xúc của mình lên gấp trăm gấp ngàn lần. Cái đẩy cảm xúc đấy là do chúng ta đẩy cái suy nghĩ của chúng ta đấy. Hoặc là đừng có lặp đi lặp lại những cái suy nghĩ để cho cái cảm xúc của chúng ta nó, tại vì cái suy nghĩ nó luôn luôn nuôi dưỡng cảm xúc. Cái suy nghĩ mà chúng ta cứ buồn chán, thất vọng, cứ lúc nào cũng nuối tiếc người yêu cách đây 10 năm. 10 năm không gặp, tưởng tình đã mất ý. Lúc nào cũng cứ tưởng như vậy. Chúng ta cứ đêm ngày không nguôi nhớ về người tình cách đây 10 năm, 20 năm, 30 năm. Cuối cùng chúng ta sống với người vợ ấy. Chúng ta không trọn vẹn với những người hiện tại. Cái cảm xúc của chúng ta nó cứ lặp đi lặp lại. Và nó là do cái suy nghĩ của chúng ta. Tôi gọi đó là cái cảm xúc không thích ứng. Thì những người thích nghi ấy, thích ứng là những người mà thứ nhất là đương đầu tốt, rất là mạnh mẽ. Cái thứ hai nữa là có sống lối sống thỏa đáng về cảm xúc. Cho nên là cái lý thuyết chức năng của William James thì ông hướng tới con người mạnh mẽ để thực hiện tất cả các chức năng của mình. Và cái lý thuyết của ông là dựa trên 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 nền tảng những cái mà Darwin để lại. Đó là hai cái chữ thích nghi và thích ứng. Những cá thể nào thích nghi, thích ứng, cá thể đó sẽ sống còn. Và tâm lý học là cái khoa học mà sẽ giúp cho, không phải là giúp, tâm lý học là để điều trị, để chữa bệnh ạ. Mà tâm lý học ấy là giúp cho chúng ta mạnh mẽ hơn để chúng ta đương đầu với cuộc sống. Mà chữa bệnh, nếu mà chúng ta mà hướng tâm lý học chúng ta đến chữa bệnh, đến điều trị mà người ta vẫn không mạnh mẽ, người ta vẫn không tùy duyên, người ta vẫn không linh hoạt, uyển chuyển, mềm mại, thì chúng ta chữa đến bao giờ người ta mới hết bệnh? Tất cả mà muốn luyện uyển chuyển linh hoạt mềm dẻo chỉ có khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta có đầy đủ những cái, tôi gọi đó là cái đời sống tâm hồn, cái trí tuệ của chúng ta được được mở ra. Chúng ta có hiểu biết, chúng ta có tuệ giác. Chứ không phải tâm lý học cứ cứ chạy theo để mà chữa trị, điều trị chữa bệnh, mà giúp cho con người chúng ta nâng cao cái năng lực của mình, nâng cao cái khả năng của mình, tự tìm ra cái cách giải quyết của mình, tự chọn, tự chủ trong việc tìm ra cái cách giải quyết của mình. Và chúng ta có khả năng xử lý những cái cảm xúc của mình. Biết cách. Đấy là tôi gọi đó là sự thích nghi và thích ứng, giúp cho bản thân mình thích nghi, thích ứng, giúp cho con người chúng ta thỏa đáng hơn về cảm xúc. Và khi nhà tâm lý học chúng ta biết cái cách như vậy thì chúng ta cũng sẽ giúp cho thân chủ chúng ta. Chúng ta sẽ giúp đỡ cho thân chủ của chúng ta. Đấy là ý nghĩa của cái lý thuyết, cái trường phái chức năng. Cho nên là cái trường phái chức năng ngày nay ấy, thì các em sẽ thấy là nó không còn được nhắc tới nữa.
Nhưng mà thực ra không phải là nó mất đi, mà thực ra thì chúng ta sẽ thấy là bất cứ một lý thuyết nào cũng sẽ nhắm tới là giúp cho con người chúng ta có đủ năng lực của chính mình. Cái này tắt tắt mic ở bên đó đi, tắt mic đi. Bạn nào mở mic? Bạn Thanh Phương hả? Alo Thanh Phương, tắt mic đi em. Tắt mic đi Thanh Phương ơi. Và bất cứ lý thuyết tâm lý học sau này ấy, thì đều dựa trên cái nền tảng của chức năng ấy, đều đều hướng tới con người chúng ta ấy, nâng cao cái năng lực của chính mình. Bạn nào mở mic ấy? Phạm à. Rồi cô xin lỗi Thanh Phương nhé, tại vì cô thấy ở trên này là Phạm làm gì đấy. Rồi cô bây giờ cô nói tiếp về về cái chức năng. Cả như lúc nãy ấy, thì cô có nói với các em là trường phái chức năng và trường phái cấu trúc, cả hai trường phái đó đều gọi là trường phái nhận thức. Nó đều là trường phái tâm lý học nhận thức. Nhưng mà chỉ có điều là nhận thức, chức năng và cấu trúc nhận thức. Chức năng, cái nhận thức để giúp chúng ta thực hiện tốt chức năng của mình, và một trường phái là các cấu trúc của nhận thức. Nhưng mà cái sự giống nhau giữa hai trường phái này ấy, đều đều hướng tới nghiên cứu về về tâm trí, tâm thức của con người, đều nghiên cứu về về nhận thức của con người. Nhưng mà để rõ hơn về trường phái chức năng ấy, thì cô phân biệt cái sự khác nhau giữa trường phái chức năng và trường phái cấu trúc. Cái trường phái cấu trúc ấy thì đi sâu nghiên cứu về các chức năng của quá trình nhận thức, mà trong đó đặc biệt là chức năng của ý thức. Thì cái trường phái chức năng ấy lại đi sâu nghiên cứu về nhận thức, nghiên cứu về chữ thích nghi thôi, tức là nhận thức và ý thức nó là nền tảng của sự thích nghi. Ví dụ như những người không thích nghi được ấy, thường là những người có những cái mô thức nhận thức rất là đặc biệt. Ví dụ như là những người mà bất cứ chuyện gì ấy, họ cũng cái nhận thức của họ ấy, họ cũng thổi phồng lên gấp trăm gấp ngàn lần ấy. Các em cứ thấy cuộc sống mà xem, những người rất khó thích nghi với môi trường hoàn cảnh ấy, rất khó thích nghi với những người xung quanh ấy, là những người hay thổi phồng mọi chuyện, hay bi đát hóa mọi chuyện, hay trầm trọng hóa mọi chuyện, hay thê thảm mọi chuyện, hay người ta dùng cái từ là đao to búa lớn, bới lông tìm vết, bới bèo ra bọ, vạch lá tìm sâu, hoặc là sợi tóc trẻ làm tư. Cái nhận thức, cái cách nhận thức cũng có thể làm cho người ta mất đi cái khả năng thích nghi. Cho nên là cái trường phái chức năng ấy, thì lại khác với trường phái cấu trúc ở chỗ là không không đi sâu nghiên cứu về nhận thức là gì, cấu trúc của nhận thức ra làm sao, rồi nhận thức nó có những cái mức độ như thế nào, vân vân, không như vậy. Mà trường phái chức năng ấy, thì chỉ nghiên cứu nhận thức với tư cách nó là nền tảng của thích nghi. Nhận thức như thế nào để cho người ta thích nghi, và những chỉ ra những cái kiểu nhận thức như nào sẽ làm cho chúng ta mất đi cái khả năng thích nghi, thích ứng. Mà người đã mất đi khả năng thích nghi, thích ứng là những người sẽ bị đào thải. Tự mình đào thải chứ không ai đào thải mình hết, mà chính tự mình đào thải. Ví dụ mình bệnh đến cái mức độ mà mình không còn vui sống nữa, mình không còn sức khỏe nữa, và thậm chí là đi đến chỗ chết. Đó là do mình không thích nghi. Mà cái gì là mình không thích nghi? Đó là do cái cách nhận thức, mà cái cách nhận thức mà có những cái cách nhận thức mà nó truyền từ 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 cha mẹ sang con, từ con từ đời này sang đời khác, nó là món nợ nhiều đời của một gia đình.
Nhận thức mà làm cho những cái cá nhân, những cá thể, kể cả con cái mà sinh ra trong những gia đình mà ông bà cha mẹ chuyện gì cũng 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 cứ làm lớn lên, thấy khiến đứa bé nó sinh ra nó cũng chuyện gì nó cũng làm lớn lên, xin mẹ đi ăn kem, mẹ không cho ăn kem, nó ra nó đá cửa rầm một cái, vơ nó đá cửa rầm một cái, nó la làng lên, nó bảo đời hết chịu nổi thế này, chỉ muốn đi tự tử. Tôi gọi đó là thổi phồng. Mà nó ở trong gia đình nó còn bé nó như vậy, ra ngoài đời ấy, nó đi làng, nó ra ngoài tiếp xúc, bất cứ chuyện gì ấy, nó cũng thổi phồng lên. Một cái chuyện rất là nhỏ thôi cũng có thể dẫn tới cãi cọ, rồi dẫn tới trả thù trả miếng, rồi dẫn đến tức đoạt đi sức khỏe của người khác, rồi dẫn đến đoạt đi mạng sống của người khác. Cái cách nhận thức nó rất là quan trọng. Cho nên là trường phái chức năng ấy, nghiên cứu nhận thức, nhưng mà nhận thức nó là nền tảng của thích nghi. Có những cái mẫu nhận thức như tôi vừa kể ra, nhưng mà còn nhiều những cái mẫu nhận thức khác, những cái mô hình nhận thức khác. Ví dụ như có những cái nhận thức mà chúng ta cứ thêu dệt chuyện không có mà chúng ta cứ cho là có, đầu óc chúng ta cứ thêu dệt thêm chuyện. Đây cũng là cái mà làm cho chúng ta mất khả năng thích nghi. Hoặc là có những cái kiểu nhận thức mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại. Chuyện nó đã qua rồi nhưng mà chúng ta không ngớt nghĩ về những chuyện đã qua. Như tôi nói là thất niệm đó. Mối tình đã qua rồi từ thời phổ thông mà 10 năm, 20 năm, 30 năm qua rồi. Người ta đã lấy chồng, người ta đã có gia đình, người ta đã rất là hạnh phúc rồi. Mình cũng có vợ rất là đàng hoàng nhưng mà mình vẫn cứ tiếc nuối người cũ. Khiến cho gia đình mình như lúc nào như địa ngục, mà mình sống cho gia đình ấy mình cũng thẫn thờ như người mất hồn. Là bởi vì mình cứ lặp đi lặp lại những cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ nó không không giải quyết được cái gì hết. Cái nhận thức nó vô cùng quan trọng, cho nên William James ông nghiên cứu về nhận thức, nhưng mà nó với tư cách nó là nền tảng của thích nghi. Nhận thức như thế nào để giúp cho chúng ta ok, chúng ta thực hiện tốt các chức năng trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều lắm, chúng ta kể ra rất nhiều nhận thức, hoặc là có những người ý, là nhận thức họ vơ đũa cả nắm. Một chuyện xảy ra nhưng mà họ khái quát. Ví dụ như một người đàn ông, một người bạn trai phụ bạc, và họ khái quát lên, họ bảo là tất cả đàn ông là đều đều là đồ đểu. Họ sống không thuận thảo với một người mà người đó quê ở Quảng Ngãi chẳng hạn, thì từ đó trở đi họ họ ác cảm với tất cả những người nào quê ở Quảng Ngãi chẳng hạn. Tôi gọi đó là cũng là một cái dạng mô thức nhận thức. Nếu mà chúng ta liệt kê ra thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều những cái dạng mô thức nhận thức mà làm cho chúng ta không có khả năng thích nghi. Vậy thì ở đây ông William James ấy, thì cái trường phái này nó được rất nhiều người quan tâm và nó kéo theo thành một cái phong trào, một cái trào lưu, và người ta gọi đó là một cái trường phái. Là cái trường phái này nó cũng nhấn mạnh về nhận thức nhưng mà khác với ông tổ của chúng ta, với ông tổ của tâm lý học. Là ông tổ tâm lý học thì chỉ nhấn mạnh về cấu trúc nhận thức rồi các chức năng của nhận thức, thì ở đây là nhấn mạnh nhận thức như nó là một nền tảng của thích nghi. Và những cái cách thức nhận thức nào để giúp cho chúng ta thích nghi, thích ứng tốt nhất, để chúng ta sống uyển chuyển nhất, chúng ta sống mà Đức Phật gọi là tùy duyên ấy, hay tôi gọi đó là chúng ta sống mà chúng ta đương đầu tốt nhất với hoàn cảnh. Chúng ta sống, chúng ta mạnh mẽ. Mạnh mẽ có nghĩa là người ta khen cũng ok, mà người ta chê chúng ta cũng bình thản. Người ta yêu thương chúng ta cũng ok, mà người ta phụ bạc chúng ta cũng thản nhiên. Người ta khen chúng ta thì cũng bình thường, mà người ta chê chúng ta thì chúng ta cũng không lấy đó làm đau khổ. Thì tôi gọi đó là đương đầu với hoàn cảnh. Tất cả nó là do nhận thức của chúng ta, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cuộc sống nó hợp lý hơn, nó có một cái cảm xúc nó thích hợp hơn. Đấy là sự khác nhau giữa trường phái chức năng và trường phái cấu trúc.
Trường phái cấu trúc thì luôn luôn phân tích về các mức độ, các thành tố của nhận thức, ví dụ như cảm giác là gì, tri giác là gì, tư duy là gì, quy luật của cảm giác, tri giác, tư duy. Những cái điều đó cũng là điều rất là cần thiết. Các em là dân tâm lý chúng ta học thì chúng ta phải biết rất rõ về về tường tận về 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 các thành phần tâm trí của con người, các quy luật của tâm trí của con người, của nhận thức của con người. Đấy là tôi nói là cái kiến thức mà Wilhelm Wundt để lại thì cũng rất là cần thiết, nhưng mà một góc nhìn khác, một góc độ khác thì kiến thức của William James cũng bổ sung thêm là William James thì không không trả lời câu hỏi cảm giác, tri giác, tư duy là gì, mà ông trả lời câu hỏi tư duy để làm gì, cảm giác, tri giác, tư duy như thế nào để cho chúng ta thích nghi hữu hiệu với hoàn cảnh, để chúng ta sống còn. Chúng ta đã được sinh ra ở trên đời này là chúng ta phải sống còn, phải tồn tại, phải bình không phải không phải cái sự sống còn tồn tại như loài động vật đâu, mà cái sự sống còn tồn tại của loài con người là phải bình, phải hướng tới giá trị bình yên, giá trị hạnh phúc. Đó là sự sống còn, sự tồn tại của con người, đấy là ý nghĩa của tâm lý học. Để chúng ta hướng tới cái sự sống còn, sự tồn tại và hướng tới cái cuộc sống có chất lượng. Và cái tâm lý học chức năng ngày nay nó là nền tảng của mọi lý thuyết tâm lý. Các em có câu hỏi gì đặt cho cô không? Cô kết thúc bài hôm trước. Cô kết thúc phần phần của tâm lý học cấu trúc và tâm lý học chức năng ha. Và nếu cô chờ một xíu, các em có câu hỏi đặt gì cho cô không? Nếu các em không có câu hỏi đặt ra cho cô thì cô sẽ chuyển sang cái bài ngày hôm nay ha. Các em chờ cô một xíu để cô đóng cái này lại. Bây giờ cô mở. Cô mở cái PowerPoint của cái bài ngày hôm nay. Cô đã đưa tài liệu lên lên cái phần trang học trực tuyến á, và cái phần Microsoft Teams á. Các em đã nhận được tài liệu của cô chưa? Nhận được chưa hả các em? Không em nào phản hồi cô. Các em về các em Rồi kiểm tra lại, về kiểm tra lại nha. Những em mà chưa nhận được thì các em về các em kiểm tra lại. Bây giờ cô sẽ sang cái bài ngày hôm nay. Bài ngày hôm nay á là cô sẽ trình bày về về bài ngày hôm nay là cô sẽ trình bày về phân tâm học. Nhưng mà trong phân tâm học ấy thì nó không phải chỉ có phân tâm đâu, mà nó sẽ có nó không phải chỉ có psychodynamic, cô gọi đó là phân tâm, rồi psychoanalysis, cô gọi đó là tâm lý học chiều sâu, và tâm lý học cá nhân ấy, của Alfred Adler. Thì cả ba cái trường phái này á, ba cái lý thuyết này ấy, thì nó đều thuộc về một trường phái, cô gọi đó là psychodynamic. Có em nào biết về cái từ psychodynamic không? Có em nào giúp cô cắt nghĩa tại sao cả ba cái lý thuyết của Sigmund Freud, lý thuyết của Alfred Adler và lý thuyết của Carl Jung, cô đều gọi đó là
psychodynamic. Cái trường phái này á khác với hai cái trường phái mà cô vừa giảng, ở chỗ là hai trường phái mà cô vừa giảng ấy thì nhấn mạnh cái nhận thức rõ ràng của con người, cái concert experience, cái tầng bậc cao nhất. Nhưng mà cả ba lý thuyết này á, lý thuyết của Sigmund Freud, của Alfred Adler, của Carl Jung thì đều nhấn mạnh cái phần chìm ta gọi đó là tiềm, cái phần ẩn ta gọi đó là tiềm, tiềm thức. Còn khi mà chúng ta nhận biết rõ ràng ấy, thì tôi gọi là ý thức. Còn khi mà có những cái mà chúng ta không nhận biết rõ ràng nhưng mà nó quyết định, nó chi phối rất là mạnh hành vi, nó quyết định rất là mạnh hành vi á, nhưng mà nó không rõ ràng ấy, ta gọi đó là phần chìm, phần ẩn. Cái tầng bậc thấp đó là phần chìm, phần ẩn. Khi tiếng Việt của chúng ta chìm và ẩn, người ta gọi đó là tiềm, tiềm thức. Tiếng Anh thì ta gọi đó là subconscious. Cả ba lý thuyết này đều nghiên cứu subconscious chứ không nghiên cứu về ý thức. Như là từ đầu đến giờ cô giảng với các em là Phật Thích Ca Mâu Ni là nghiên cứu về về tỉnh thức, về giác có nghĩa là tỉnh, ngộ có nghĩa là hiểu, giác ngộ có nghĩa là tỉnh thức và hiểu ra. Mà Wilhelm Wundt và William James gọi là ý thức. Nhưng bây giờ ấy, thì cái trường phái này có rất nhiều lý thuyết, nhưng mà cô giới thiệu ba cái lý thuyết điển hình, thì chỉ giới thiệu cái phần gọi là tiềm thức. Nhưng mà tại sao lại dùng cái từ psychodynamic? Các bạn nào biết không? Có ai biết không? Cái chữ dynamic ấy, có nghĩa là sự mạnh mẽ thúc đẩy. Cái chữ dynamic có nghĩa là cái sự thúc đẩy mãnh liệt. Hành vi của chúng ta nó được thúc đẩy mãnh liệt bởi cái gì? Nếu như các em học về tâm lý xong tâm lý đại cương ấy, hoặc là sau này các em kết thúc toàn bộ cái chương trình tâm lý ấy, thì chúng ta sẽ trả lời là hành vi chúng ta thúc đẩy mạnh mẽ bởi cái gì? Ví dụ như có những người ăn cắp ăn trộm, có những người thì cái cư xử của họ rất là bạo lực, bạo tàn, rất là hung bạo. Chúng ta hỏi là cái hành vi, cái cách cư xử của con người là được thúc đẩy mạnh mẽ bởi cái gì? Nếu mà các em học về tâm lý rồi, các em kết thúc ngành tâm lý thì các em sẽ giải thích là nó được thúc đẩy bởi rất nhiều yếu tố. Nào là yếu tố giáo dục, nào là yếu tố môi trường, nào là yếu tố ảnh hưởng của bạn bè, nào là yếu tố gen, di truyền, nào là yếu tố não, đặc điểm của não, cấu trúc của não, nào là yếu tố trải nghiệm thời thơ ấu, nào là yếu tố những cái vô thức tiềm thức của con người. Nó có rất nhiều yếu tố trong một loạt những yếu tố mà tôi kể ra. Thì có những yếu tố nó thuộc về bên ngoài, tôi gọi đó là outside. Những yếu tố thuộc về bên trong tôi gọi đó là inner. Cái hành vi của chúng ta nó được thúc đẩy bởi những cái yếu tố hoặc là bên trong hoặc là bên ngoài. Thì cái trường phái này, những cái lý thuyết mà cho rằng hành vi của chúng ta được thúc đẩy mãnh liệt, mạnh mẽ từ những cái mà từ những cái còn ẩn, còn chìm, những cái từ sâu thẳm bên trong của tâm thức của con người, thì cái trường phái này gọi là psychodynamic. Từ cái bên trong cái inner, cái psycho dynamic là sự thúc đẩy mạnh mẽ, mãnh liệt. Những cái mà nó từ bên trong, nó là sâu thẳm của cái phần tâm thức, đó là vô thức, đó là tiền ý thức. Thì cả lý thuyết của Freud, lý thuyết của Carl Jung, lý thuyết của Adler thì
Tuy tên gọi khác nhau nhưng mà cả ba lý thuyết này đều giống nhau, đều có sự tương đồng, là đều đều thấy được cái ý, cái gọi là cái vô thức, cái tiềm thức ý, nó là sự thúc đẩy mãnh liệt. Cũng như là các em trên cái mặt biển ấy, thì các em sẽ thấy là có những cái sự chuyển động ở trên bề mặt và có những cái sự chuyển động ngầm ở phía dưới. Thì cái sự chuyển động ở trên bề mặt chỉ là chuyển động của bọt, của bèo thôi, của rác, của rưởi thôi, nhưng mà cái chuyển động ngầm ở phía dưới nó lợi hại lắm. Thì con người chúng ta cũng vậy, có những cái nó là bề mặt nhưng mà có những cái thì nó là từ từ bên trong sâu thẳm. Thì cái trường phái này nghiên cứu về những cái mà nó ảnh hưởng đến hành vi ấy, là nó từ từ bên trong, từ sâu thẳm. Đó là những cái mà chúng ta không nhìn thấy được. Còn ví dụ như những cái nó ảnh hưởng đến hành vi mà chúng ta nhìn thấy được, ví dụ như là những cái môi trường giáo dục, hay là những cái tác động từ hoàn cảnh thì chúng ta thấy được, nhưng mà như có những cái chúng ta không thấy được nhưng mà nó rất là lợi hại. Thì ở trường phái này sẽ nhấn mạnh những cái mà nó sâu thẳm bên trong nhưng mà nó vô cùng lợi hại. Đó là cái chiều sâu của tâm thức, tiềm thức. Thì trước hết, trước khi đi vào trường phái đi vào cái trường phái này ấy, hôm nay thì chắc là tôi chỉ nói về 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 Sigmund Freud thôi, một phần của Sigmund Freud của về phân tâm học thôi, còn hôm sau thì cô sẽ nói tiếp. Thì trước khi mà cô đi vào phân tâm học ấy, thì cô sẽ giải thích là tại sao cái trường phái này lại không đi vào ý thức như là Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni thì nói rất nhiều về giác và ngộ. Giác là tỉnh và ngộ có nghĩa là nhận ra, là hiểu ra. Và William James ấy thì nói rất nhiều về cái con người chúng ta thích nghi, thích ứng khi mà chúng ta nhận cho chúng ta hiểu ra cái, chúng ta có đủ tuệ, chúng ta hiểu ra là chỉ thích nghi, thích ứng khi mà chúng ta có những cái chúng ta có cái khả năng tư duy như thế nào, có cái khả năng nhận thức như thế nào. Thì những cái mà tôi đã giảng từ đầu đến giờ ấy, thì tôi đã giải thích tại sao giáo lý cũng như là các hai trường phái mà cô vừa giảng ấy, lại nhấn mạnh về cái ý thức của con người, mà cái trường phái này lại nhấn mạnh về tiềm thức của con người. Thì tiềm thức ấy, nó là cái gì? Tiềm thức nó là cái mà nó là cơ chế tự động của cơ thể mà con người chúng ta không chủ động được. Ví dụ, nhưng mà nó lại ảnh hưởng rất là mạnh đến hành vi của chúng ta các em ạ. Có những cái nó là cơ chế tự động của cơ thể đấy, mà chúng ta không thể kiểm soát được. Nhưng mà nó ảnh hưởng rất là mạnh. Thì tôi gọi đó là tiềm thức, tôi gọi đó là vô thức. Thì trường phái này ấy, thì nghiên cứu những cái mà nó thuộc về cơ chế tự động của cơ thể mà nó ảnh hưởng rất là mạnh. Nó ảnh hưởng rất là mạnh. Nhưng mà nó lại rất là tự động, chúng ta không suy nghĩ. Chúng ta không suy nghĩ nhưng mà cơ thể nó cứ tự động. Tôi lấy ví dụ như thế này. Tôi lấy ví dụ có những cái mà cơ thể nó tự động à, cơ thể chúng ta nó có lý lẽ riêng của nó. Tôi lấy ví dụ như là tôi đi với một người bạn mà trên xe người bạn mở cái nhạc nó rất là đều đều, rất là nhẹ, mà lái xe thì người bạn tôi lái xe cả hơn 10 tiếng đồng hồ mà bây giờ mở cái nhạc như vậy thì tôi cũng rất là ngại. Tôi nói là cái nhạc đó là nó sẽ, cái sóng não của chúng ta nó sẽ chuyển dần, nó chuyển sang sóng sóng não từ beta, nó chuyển dần sang sóng não alpha, rồi nó sẽ chuyển sang sóng não theta, và nó sẽ chuyển sang cái sóng não gọi là sóng não delta. Sóng não delta là chúng ta ngủ sâu ngủ say, mà đang cầm vô lăng mà ngủ sâu ngủ say là cực kỳ nguy hiểm.
Thì tôi nói là bạn tôi là ủa mở cái nhạc như này không sợ là ngủ trong lúc lái xe à? Bạn tôi nói là ngủ thế nào được? Mình dùng lý trí rất là mạnh để mình điều khiển, không thể ngủ được. Nhưng mà các em biết là tôi là dạy tâm lý, tôi hiểu não nó có lý lẽ riêng của nó không phân tích, nó không có những cái nó rất là tự động. Khi mà não của chúng ta ấy, nó đã làm việc 10 tiếng rồi, thậm chí là nó cái người lái xe có những người là 2 3 ngày ấy, lái xe đường trường mà không ngủ, không phải 10 tiếng mà nhiều nhiều hơn, có khi 20 tiếng 30 tiếng mà không ngủ, mà đã thế ở trên xe lại mở nhạc du dương mà rất là đều đều, thì não nó tự động nó sẽ chuyển sang sáng não đeo tai. Cái não của chúng ta nó có cái cơ chế tự động, không cần suy nghĩ mà nó tự động, nó có lý lẽ riêng của nó. Kể cả anh mà đang lái máy bay mà ở đằng sau cái khoang máy bay của anh ấy có đến 500, 600 hành khách, não nó cũng mặc kệ à, nó ngủ cái đã. Nó có cơ chế tự động. Tôi gọi đó là thuộc về vô thức tiềm thức. Chúng ta không dùng lý trí để chúng ta điều khiển được, chúng ta không dùng ý thức để chúng ta điều khiển được. Có những cái ấy, là nó tự động, cơ thể chúng ta nó diễn ra cơ chế tự động. Thì cái trường phái này ấy, là nghiên cứu những cái mà nó thuộc về cái cơ chế tự động, ta gọi đó là vô thức tiềm thức, bởi vì lúc đó lý trí của chúng ta ấy, không điều khiển được. Cơ thể chúng ta nó có nhiều cái nó tự động lắm mà chúng ta không điều khiển được. Ví dụ như chúng ta ăn ăn những cái thức ăn mà nó quá nghèo nàn dinh dưỡng, nó rất nghèo nàn dinh dưỡng, chỉ có tinh bột thôi, không chúng ta không ăn những cái chất bổ sung, thì cơ thể chúng ta nó tự động nó lấy canxi từ xương, nó lấy canxi từ răng, nó có lý lẽ riêng của nó không cần chúng ta dùng lý trí, dùng ý thức gì hết. Đấy là tôi gọi đó là vô thức. Hoặc là cái đứa bé nó ăn cái món ăn ấy, mà nó không nó không có lợi cho cái cơ thể nó, thì cái cơ thể của nó có cơ chế tự động là lõi. Hoặc là chúng ta nhìn thấy một bạn nam nhìn thấy một 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 bạn nữ rất là trẻ, rất là đẹp, rất là khả ái, đường cong cực kỳ hoàn mỹ, thì cái hormone trong cơ thể nó tự động nó kích hoạt, và nó liên quan đến cái hormone ấy, là chúng ta có những cái cảm xúc, có những cái cảm xúc nó dâng trào, cơ thể chúng ta nó có những cái tự động mà nó có lý lẽ riêng của nó không cần chúng ta dùng lý trí để điều khiển. Chúng ta nói không được dâng trào cảm xúc, nó vẫn dâng trào cảm xúc bởi vì nó có lý lẽ riêng của nó. Tôi gọi đó là thuộc về vô thức. Và trường phái này thì là nghiên cứu về vô thức, về tiềm thức, về những cái sâu thẳm bên trong ấy, mà nó thúc đẩy mạnh mẽ, mãnh liệt. Cái vô thức tiềm thức nó là những cái chế độ tự động của cơ thể. Vô thức tiềm thức nó là những cái cảm xúc của chúng ta, nó là những cái mà ví dụ như trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có những cái mong muốn, có những cái khát khao, có những cái ước vọng, nhưng mà nó lại rơi vào cấm kỵ. Nó rơi vào cấm kỵ, hoặc là chúng ta có những cái cơn giận giận dữ, nó có những cái cơn tức giận, nó có những cái sự bất mãn, nhưng mà nó lại liên quan đến những cái quy định của xã hội, cho nên chúng ta không được thể hiện cái điều đó, thì lúc đó nó sẽ dồn vào cái gọi là cái tầng vô thức. Và khi mà nó dồn vào tầng vô thức ấy, thì nó không mất đi, và có những lúc ấy nó sẽ quay trở lại, nó ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Ví dụ như những người đói ấy, những người mà nằm mơ thấy ăn ấy,
thường là những người không bao giờ, những người thường là những người đói, chứ còn những người no đủ thường ít nằm mơ thấy thấy ăn. Những cái tôi gọi đó là vô thức, hoặc là có những cái mà vô thức nó là những cái mà nó là ẩn bên trong mà chúng ta không nhận biết được, mà chúng ta cũng không không kiểm soát được nó. Ví dụ như là chúng ta mất ngủ, chúng ta mất ngủ, những cái mất ngủ, nếu mà có những cái mất ngủ là nó do cơ thể chúng ta về sức khỏe, có những cái mất ngủ là nó do chúng ta ăn một cái thức ăn nào đó, thì cái đấy tôi không kể ha, tôi đang kể về chúng ta vẫn khỏe mạnh, chúng ta ăn uống bình thường, nhưng mà chúng ta mất ngủ thì nó do chúng ta đang đang ở trong có những cái nỗi lo, có những cái căng thẳng, mà những cái nỗi lo căng thẳng đó nó dồn vào trong cái tầng tầng vô thức của chúng ta, hoặc là cái sự sợ hãi của chúng ta. Cái sự sợ hãi của chúng ta nó cũng làm cho chúng ta không kiểm soát được. Khi mà chúng ta không kiểm soát được ấy, thì tôi gọi đó là cũng là vô thức. Ví dụ như có những người người ta bình thường ấy, thì người ta có kinh nghiệm, người ta lái xe 20 năm 30 năm, người ta có kinh nghiệm, người ta điều khiển cái xe, người ta điều khiển thắng, điều khiển ga. Nhưng mà đến khi mà đến cái vòng xoay, đến ngã 6, đến ngã 4 rất là đông người, có một cái thời khắc, có một cái thời điểm ấy mà làm cho họ mất bình tĩnh, họ sợ hãi. Khi mà mất bình tĩnh, khi mà họ sợ hãi, thì một cách rất là vô thức ấy, thay vì đạp chân chân thắng thì họ lại đạp chân ga. Vân vân. Cho nên là, hoặc là tôi lấy một ví dụ khác để tôi nói rằng cái vô thức, cái tiềm thức cũng rất là cần để nghiên cứu trong tâm lý học. Cho nên là khác với cái góc nhìn của Wilhelm Wundt, hay là khác với góc nhìn của William James ấy, thì cái trường phái này ấy, lại lại có vẻ quan tâm, hứng thú và tò mò hơn với cái tầng bậc vô thức và tiền ý thức của con người. Là tôi còn lấy ví dụ như thế này, chẳng hạn như là cái ông Sigmund Freud ấy, thì cái ông Sigmund Freud thì ông ví cái vô thức của chúng ta ấy, ở cái phần subconscious của chúng ta, ông ví nó là cái ẩn sâu bên trong, nó là sâu thẳm bên trong ấy, và nó chiếm đến 85%. Nó chi phối rất là lớn, nó rất là lợi hại, nhưng mà nó sâu thẳm ở bên trong, nhưng mà cực kỳ lợi hại, và nó ảnh hưởng đến 85% cuộc sống hàng ngày của chúng ta, là chịu ảnh hưởng của cái tiềm thức, của cái vô thức và tiền ý thức. Mà chỉ có 15% là ý thức thôi. Ý thức cũng rất là quan trọng, nhưng mà vô thức thì nó lại ảnh hưởng rất là mạnh. Đấy là lý do vì sao mà Sigmund Freud, Alfred Adler và Carl Jung là đi nghiên cứu về về cái tiềm thức. Tôi lấy ví dụ như thế này. Các em sẽ thấy là ở trong nhà trường ấy, cô giáo không bao giờ dạy học trò sự dối trá, đúng không? Cô giáo luôn luôn dạy học trò về sự trung thực, sự ngay thẳng, sự đàng hoàng, sự tử tế. Bất cứ môn học nào cũng như vậy. Trong suốt 12 năm ở trên ghế nhà trường bao giờ cũng dạy như vậy. Tôi gọi đó là tác động vào ý thức, những cái bài giảng là tác động vào nhận thức. Thế nhưng mà các em biết là, nhưng mà hàng ngày á, cái đứa trẻ nó lại tiếp xúc là, mặc dù là cô dạy về sự trung thực, sự ngay thẳng, sự thật thà, sự đàng hoàng, tử tế, nhưng mà nếu như hàng ngày ấy, nó đi học ấy, mà nó chứng kiến
là cô không trung thực. Ví dụ như cô báo cáo thành tích láo này, hoặc là có đoàn kiểm tra thì cô đóng kịch, cô bố trí sắp đặt mà nó chứng kiến cái sự rất là giả dối. Rồi nó lại nhìn thấy điểm cũng không trung thực. Rồi nó ra ngoài đường, ở trong nhà trường nó thấy nhiều cái không trung thực. Rồi nó ra ngoài đường, nó cũng thấy người ta buôn bán với nhau, kể cả trong thực phẩm, trong thức ăn, để thu lời thu lãi, người ta cũng không trung thực để kiếm lời kiếm lãi. Người ta làm nhiều cách để người ta lừa khách hàng, mà lừa khách hàng nó rất là hại đến 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 sức khỏe của khách hàng, vân vân. Nó ra ngoài đường, nó rồi rồi nó thấy người ta không nói lên sự thật, vân vân, rất nhiều những cái đó. Thì những cái đó nó dần dần nó đi vào và nó định hình tính cách của đứa trẻ. Khi mà nó định hình tính cách của đứa trẻ thì tôi gọi là nó học mà nó không biết là mình học. Nó đã học được rồi đó. Nó về sau đứa trẻ nó trở thành đứa không trung thực. Mà cái mà nó chứng kiến ở nhà trường, cái mà nó chứng kiến ở gia đình gian dối, cái mà nó chứng kiến ở xã hội, cái đó nó mới là mạnh, nó mới định hình tính cách. Mà khi mà người ta hình thành tính cách mà người ta không không biết là mình đã học, tôi gọi đó là học một cách vô thức. Mà thường chúng ta, những cái đó nó đi vào tính cách của chúng ta đến 80, Sigmund Freud nói là đến 85%. Những cái đứa trẻ, cái tính cách của đứa trẻ nó được định hình từ những cái mà nó trông, nó nhìn, nó nghe thấy hàng ngày lặp đi lặp lại ở ở trong nhà trường, lặp đi lặp lại hàng ngày ở gia đình, lặp đi lặp lại hàng ngày ở trong xã hội. Và định hình tính cách, mà con người chúng ta định hình tính cách mà không biết là mình đã học được. Tôi gọi đó là vô thức đến 85%. Cái vô thức nó rất là mạnh, cái tiềm thức nó rất là mạnh. Đấy là lý do vì sao mà những người này, những lý thuyết này lại nhấn mạnh, lại quan có vẻ mặn mà tò mò quan tâm hơn đến cái vô thức. Trong nhà trường chúng ta không bao giờ dạy bạo lực, đúng không? Không bao giờ có trong bài giảng, trong giáo án, giáo viên dạy bạo lực hết. Không được phép dạy bạo lực. Thế nhưng mà nó lại chứng kiến, hàng ngày nó chứng kiến là cô tát tát bạn này, hoặc là thầy giáo dùng bạo lực với học trò này, rồi nó thấy bạn bè rất dễ dàng dùng bạo lực đối với nhau này. Nó thấy hàng ngày hàng giờ mà kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, cá lớn nuốt cá bé, ngay cả trong nhà trường. Mặc dù nhà trường không bao giờ dạy cái điều đó ở trong giáo án, ở trong chương trình, ở trong kế hoạch giảng dạy, nhưng mà hàng ngày nó chứng kiến cái điều đó. Rồi ở nhà nó cũng vậy. Ở nhà nó sống, thay vì người ta gọi là hàng ngày được ăn cơm đằng này, hàng ngày nó được ăn đòn roi. Rồi hàng xóm thì nó thấy cứ kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, chứ không phải là kẻ mạnh nâng đỡ kẻ yếu. Có những nơi ấy, thì những người khuyết tật, những người già, những người trẻ là luôn luôn được xã hội nâng đỡ, luôn luôn được mọi người nâng đỡ, nhưng có những nơi già khuyết tật hoặc là yếm thế mặc kệ bay, sống chết mặc chúng bay yếm thế là việc của chúng bay. Nếu mà nó sống ở những cái nơi đó, nó cứ chứng kiến hàng ngày hàng giờ, kẻ nào mà chen lấn xô đẩy được kẻ đó sẽ sống, còn kẻ nào không chen lấn xô đẩy được kẻ yếm thế thì sẽ chết. Nó chứng kiến hàng ngày hàng giờ ấy. Những cái đó nó định hình tính cách của đứa trẻ. Và nó thành tính cách của đứa trẻ. Và người ta gọi là nó học được mà nó không biết là nó học. Tôi gọi đó là học một cách vô thức. Cho nên Sigmund Freud ấy, ông ví von, nếu mà nói về tầng tâm thức của con người, ông ví von giống như cái tảng băng trôi. 85% thuộc về tiềm thức là phần chìm của tảng băng, và 15% thuộc về ý thức,
là phần nổi của tảng băng. Cô tạm thời cô dừng lại ở đây ha. Hôm sau thì cô sẽ giảng toàn bộ về lý thuyết của Sigmund Freud, của Alfred Adler, của Carl Jung. Hôm nay thì cô giới thiệu sơ qua cái chữ psychodynamic, có nghĩa là những cái mà nó thuộc về cái sâu thẳm bên trong của con người ấy. Nhưng mà nó rất là lợi hại. Nó chi phối hành vi, tính cách, tư xử của con người, nó định hình tính cách của con người. Mà chúng ta bị chi phối, chúng ta hình thành tính cách mà chúng ta không biết là chúng ta hình thành. Bởi vậy cho nên người ta mới gọi là vô thức mà. Vô thức có nghĩa là không nhận biết nhưng mà nó vẫn vẫn định hình tính cách. Còn khi nào chúng ta nhận biết được rõ ràng thì ta gọi là ý thức rồi. Cô dừng lại ở đây ha. Trước khi cô dừng lại thì các em cho cô xin ít phút để cô điểm danh nha. Quỳnh Ân có không em? Bùi Việt Anh. Alo, các em có nghe cô nói không? Alo, nghe có nghe không thì Dạ phản hồi có ạ, cô. dạ có ạ. Bùi Việt Anh có không? Phương Anh. Đấy có phải lớp của mình không? Đoàn Đặng Phương Anh. Dương Đoàn Phương Anh. Em nhắn gì cho cô đây? Rồi, Dương Đoàn Phương Anh. Dương Quỳnh Anh. Trịnh Minh Anh. Dạ có, dạ có. Lý Miêu Sử. Miêu Sử. Bùi Hoàng An Châu. Vũ Ngọc Minh Châu. Trần Trần Khánh Đoan. Dạ Khánh có, Đoan dạ có có, dạ hả? có, dạ có. Nguyễn Minh Dương. Dạ có, dạ có. Bùi Lê Gia Hân. Bùi có, Lê Gia Hân. có. Dạ có, dạ Trang Thiên có. Hương. Trang Thiên Hương. Dạ có. Vũ Anh Huy. Dạ có cô ơi. Có cô ơi. Trương Trương Thịnh Lâm. Anh Khoa, Phạm Anh Khoa. Phạm Dạ Anh có cô. Khoa. Có. Có. Trương Thị Hương Linh. Dạ có. Trương Thị Hương. Dạ có. Dạ có. Trần Nguyệt Quỳnh. Trần Dạ có ạ. Trần Nguyệt Quỳnh Mai có. Huỳnh Gia Mẫn. Dạ Huỳnh Gia có. Mẫn. Trần Thủy My. Dạ có, dạ có. Đặng Phương Anh, Đặng Thị Phương Anh. Em không mở mic hả? Rồi cô Đặng Thị Phương Anh. Rồi. Hoàng Đông Nghi. Hoàng Đông Nghi. Hoàng Đông Nghi có không? Nguyễn Nguyên Ngọc. Nguyên Ngọc. Dạ có, dạ có, dạ có, dạ có, dạ có. Phạm Thái Thanh Ngọc. Thanh Ngọc. Thanh Ngọc có không? Dạ có, dạ có. Thanh Ngọc có hả? Trần Hồng Ngọc. Trần Hồng Ngọc. Trần Hồng Ngọc có không em? Trần Mỹ Ngọc.
Dạ có cô ơi. Trương Minh Nhật. Dạ có. Lâm Hoàng Yến Nhi. Dạ có. Trần Thị Yến Nhi. Trần Thị Yến Nhi có không? Lê Lâm Thảo Nhi. Lê Lâm Thảo Nhi. Nguyễn Phi. Dạ có. Huỳnh Diệp Thu Phương. Dạ có. Phan Thanh Phương. Dạ có. Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Nguyễn Thị Thu Sương. Dạ có. Cái giọng nghe đó. Nguyễn Bảo Tâm. Dạ có. Nguyễn Minh Thanh. Cô thấy lúc nãy Minh Thanh phát biểu rồi. Rồi, cô nghe rồi. Nguyễn Ngọc Anh Thư. Dạ có. Nguyễn Thân Uyên Thư. Dạ có. Nguyễn Thùy Trâm. Dạ có. Nguyễn Thị Quế Trân. Dạ có. Nghiêm Thùy Trang. Nãy thấy Thùy Trang có biểu mà. Trịnh Xuân Trí. Xuân Trí có không em? Phạm Anh Ngân Triệu. Dạ có. Võ Nguyễn Thanh Trúc. Triệu có hả? Võ Nguyễn Thanh Trúc có không? Lê Nhật Trường. Dạ có thưa cô. Trần Quang Trường. Dạ có. Trương Minh Tuyên. Dạ có cô. Nguyễn Ngọc Thảo Vi. Dạ có cô. Trương Ngọc Tường Vi. Dạ có. Nguyễn Hoàng Yến. Nguyễn Hoàng Yến. Huỳnh Thị Diễm Quỳnh. Rồi, giờ học của chúng ta hôm nay kết thúc nha. Các em có thắc mắc gì không? Có câu hỏi gì đặt ra cho cô không? Nếu không có thắc mắc, không có câu hỏi gì đặt ra cho cô thì chúng ta kết thúc và hẹn gặp lại các em vào 3 tiết đầu của thứ hai tuần sau. Cô chào các em. Bye bye. Không chào cô à? Dạ chào cô. Dạ chào cô. Cô chào các em nha.